Sư huynh thực quá cẩn trọng chương 280. Đầu trâu mặt ngựa. Nếu muốn hỏi cả ngưu đầu này là ai? Thượng cổ từng có câu thơ rằng: Địa phủ có Diêm Thanh Thiên, thiết diện vô tư phân biệt tốt xấu. Phán quan âm sai đến tương trợ, Ngưu đầu và Mã diện đứng bên cạnh. PS Ngưu đầu và Mã diện, đầu trâu và mặt ngựa. Ngưu đầu và Mã diện được đề cập trong bài thơ này chính là câu hồn sứ giả và hắc bạch vô thường tại địa phủ mà lý trường thọ cũng hết sức quen thuộc ở kiếp trước có danh tiếng ngang hàng với nhau trong trí nhớ mơ hồ của lý trường thọ có một quán mì gần nhà khi hắn còn nhỏ tên là ngưu đầu mã mùi vị coi như cũng không tệ nhưng nói đi cũng phải nói lại ngưu đầu mã diện đại danh đỉnh đỉnh lại là hai cao thủ vô tộc chính là cứng rắn đội mũ đầu trâu và mũ mặt ngựa vô tộc cũng khá thú vị sau khi Lý Trường Thọ cảm khái trong đáy lòng, vẫn không quên chú ý thế cục biến hóa trước mắt. Việc này phát triển đến tình trạng ma quyền sát trưởng, mài đau xoèn xoẹt, có âm sai địa phủ kiêu ngạo ương ngạnh, không ngại cố ý gây sự, cũng có vong tình thượng nhân đầu sắc. Đối với tiểu quỷ tâm sai tiểu tướng như thế này, chỉ cần nói lời ngon ngọt với hắn, làm hắn cảm thấy chính mình có mặt mũi, cũng sẽ không làm khó thêm. Còn nữa, nhóm người Lý Trường Thọ đi đến địa phủ là để nhờ quan hệ đi cửa sau, hoàn toàn có thể được mô tả là can thiệp sự vận chuyển bình thường của lục đạo luân hồi, vốn cũng không chiếm lý. Vào lúc hai bên mắt thấy sắp động thủ, lại có cao thủ địa phủ cấp, ngưu đầu, ra sân, trưởng môn quý vô ưu cũng có nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Quý vô ưu lập tức truyền âm đối với bốn người sau lưng, coi chừng, kẻ này không tầm thường, có thể không nổi xung đột cùng với đối phương, liền tận lực phòng ngừa. Hữu cầm huyền nhã khẽ cao mày, cảm thấy trưởng môn có một chút trước sau không như một. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lại là cười một tiếng, trưởng môn có thể làm theo tâm, vậy thì không thể tốt hơn. Khục, đệ tử nhân giáo theo tâm, người nào có thể gọi là theo tâm sao? Chính là biết nghe lời đúng đắn mà thôi. Liền nghe ngưu đầu lại nói, các ngươi đến đây để gây chuyện. Đạo hữu, bần đạo cũng không phải đến đây để gây chuyện. Quý vô ưu tra trường kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nói, mấy người bần đạo muốn đi đến phong đô thành, lại bị vị tướng quân địa phủ phía sau đạo hữu này cố ý làm khó, ngăn cản ở nơi đây. Ngưu đầu đỡ mũ đội đầu của mình, làm cho đầu của mình nhìn hài hòa hơn, tự nhiên hơn, biểu cảm trên chiếc mũ đội đầu cũng rất sinh động và phong phú. Ngưu đầu quay đầu lại liếc nhìn tướng lĩnh âm sai sắc mặt vàng như nến phía sau kia, nhíu mày hỏi, ngươi không có việc gì, ngăn bọn họ để làm cái gì? Bảo bọn họ đưa một chút bảo vật, thả đi không được sao? Bọn họ không đi qua huynh đệ đằng sau chúng ta làm sao có thể thu lễ năm người độ tiên môn vị tướng lĩnh âm sai này vội nói miên soái thật sự không phải là mạc tướng cố ý ngăn cản chỉ là bọn họ khẩu xuất cùng ngôn cố ý khiêu khích quý vô ưu lập tức nói chúng ta cố ý khiêu khích vậy vì sao tướng quân thả ba người kia đi lại ngăn cản đường của chúng ta trong đáy lòng lý trường thọ âm thầm dơ ngón cái đối với trưởng môn thủ đoạn tránh nặng tìm nhẹ trọng đổi khái niệm như vậy, trưởng môn sử dụng thuần thục như vậy, thoạt nhìn trước đây cũng không phải là kẻ lương thiện. Khục, thoạt nhìn cũng có đủ kinh nghiệm sống, thực sự là nhân tài chân chạy vô cùng cần thiết của động xuất cung. Đợi vị trí của chính mình vững chắc ở bên trong nhân giáo, khẳng định sẽ tiến cử trưởng môn cho đại pháp sư. Vị câu hồn sứ giả ngưu đầu này nhìn thủ hạ của chính mình, lại nhìn quý vô ưu, mặc dù thoáng có một chút xoắn suýt, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đứng ở phía người một nhà, được rồi, năm người các ngươi hãy trở về theo đường cũ đi. Ngày hôm nay ta cũng không hỏi việc này, cũng không quan tâm đến các ngươi. Địa phủ là nơi sinh linh luân hồi, chính là chỗ được thiên đạo che chở, cũng không phải là ai cũng có thể đến làm loạn. Nghe nói lời nói của ngưu đầu, quý vô ưu lập tức nhíu mày, giang lâm nhi lộ ra sắc mặt khẩn trương. Trong đáy lòng lý trường thọ khe khẽ thở dài, tóm lại là vẫn phải đến lượt mình đứng ra lừa dối. Vị nguyên soái này, Hữu cầm huyền nhã đột nhiên mở miệng, trịnh trọng nói, chẳng lẽ lại quyết định mà không cần hỏi nguyên nhân của sự việc sao? Ngưu đầu hừ một tiếng, khoanh tay lại, nói, địa phủ, vốn cũng không phải là nơi ai cũng có thể đi vào. Hữu cầm huyền nhã còn muốn tiếp tục nói, một bàn tay to vươn ra từ bên hông làm động tác chặn trước mặt nàng. Nàng quay đầu lại nhìn, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, truyền âm nói, hữu cầm sư muội xử lý sự vụ không thể chỉ dựa vào lập trường của bản thân, còn phải cố kỵ mặt mũi của phe mình và đối phương. Việc này hãy để ta thử xử lý, ngươi hãy thu hồi pháp bảo đi. Hữu cầm huyền nhã đột nhiên ngẩng ra, gật đầu nhẹ, kiếm bay lượn quanh người tự quay về vỏ kiếm. Lý trường thọ đi hai bước trên đám mây xám, cuối người về phía trước và nói. Chưởng môn, sư tổ, tổ sư bá, có thể để cho đệ tử thử một lần không, xem thử có thể thỉnh vị câu hồng nguyên soái này thả ra một con đường cho chúng ta đi đến phong đô thành hay không bất kể như thế nào trước tiên phải bảo vệ mặt mũi của cao thủ nhà mình quý vô ưu có một chút muốn nói lại thôi hắn chính là lo lắng lý trường thọ sẽ xảy ra vấn đề gì dù sao đây cũng chính là bảo bối của độ tiên môn con riêng của nhân giáo huyền đô đại pháp sư ách không thể nói không thể nói vong tình thượng nhân nhíu mày nhìn chăm chú vào lý trường thọ ánh mắt lo lắng lại có một chút nghiêm khắc, dường như là sợ Lý Trường Thọ nói nhầm, tao ngộ phải bất trắc gì. Nhưng Giang Lâm Nhi đã vội vàng mở miệng, vội nói, Trường Thọ, toàn bộ nhờ vào ngươi. Vâng, sư tổ. Lý Trường Thọ thực hiện một lần vái chào theo tiêu chuẩn, mỉm cười, bay về phía ngưu đầu cùng với đám âm sai binh tướng kia. Hắn bay rất chậm, cười rất thành khẩn. Nhưng không biết tại sao, từ câu hồn sứ giả ngưu đầu, cho đến những âm sai không trọng yếu kia, vào giờ phút này không giải thích được đều có một chút xúc động, muốn lập tức rút đi. Không đợi Ngưu Đầu mở miệng, Lý Trường Thọ lại là vái chào một cái. Phản bối là nhân giáo đệ tử độ tiên môn Lý Trường Thọ, xin chào Ngưu Đầu tiên bối. Ừm. Ngưu Đầu lập tức chớp mắt một hồi, các ngươi là nhân giáo. Là giáo có thánh nhân lão gia kia. Tiền bối nói đùa, ở dưới gầm trời này cũng không có người dám giả mạo là đạo thừa thánh nhân. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, trên người tràn ra một chút đạo vận, ngưu đầu lại là hai mắt tỏa sáng. Hắn không biết đạo vận này, nhưng cảm thấy rất bí ẩn. Lý Trường Thọ nói, nơi đây nhiều người nhiều miệng, tiền bối có thể tiến lên một bước nói chuyện không? Cần gì phải tiến lên một bước? Ngưu đầu có một chút khó hiểu nói, có gì thì cứ nói. Lý Trường Thọ chạm vào ống tay áo của mình và lấy ra một viên đá màu đỏ sẫm. Ánh mắt của vị câu hồn sứ giả này thay đổi trong nháy mắt, trở nên nghiêm túc, sắc bén, mang theo vài phần cảnh giác so với bộ dáng cà lơ phất phơ trước đây kia, quả thực là khác biệt một trời một vực. Hắn chấp tay một cái, dùng tay làm dấu mời, làm phiền, chúng ta đi qua bên này nói chuyện. Lý Trường Thọ lập tức cùng nhau cất bước với ngưu đầu, đi về phía bên cạnh hai mươi trượng, khiến cho hai nhóm người phải nghiêng đầu âm sai địa phủ, bốn người độ tiên môn, trong ánh mắt toát ra sự nghi hoặc, chấn kinh, buồn bực, phức tạp không hiểu, ngưu đầu lấy ra một thanh xiên thép, nhẹ nhàng đập lên mặt đất, một tầng kết giới màu đỏ máu bao bọc thân hình của hai người. Coi như là quý vô ưu cảnh giới kim tiên, cũng không nghe được hai người đang nói gì. Hữu cầm huyền nhã trừng mắt nhìn, không nhịn được cười khổ. Chuyện này, làm sao có thể học? Qua gần nửa canh giờ, ngưu đầu giải trừ kết giới, than nhẹ một tiếng, vái chào đối với Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ vội vàng hoàng lễ. Ngưu đầu lấy ra một tấm thẻ gỗ, trên thẻ gỗ khắc họa một cái đầu trâu đơn giản, trên đó ẩn chứa một chút khí tức đạo vận. Ngưu đầu nghiêm mặt nói, nếu đạo hữu gặp phải phiền phức tại phong đô thành, liền lấy tấm lệnh bài này ra, sẽ không bị làm khó xử. Đa tạ tiền bối trong non. Không không, là ta phải cảm tạ ngươi trong non mới đúng. Ngưu đầu nhẹ nhàng thở dài, cũng không nói thêm cái gì, hai người đồng thời dùng tay làm dấu mời, về tới chỗ của mình. Vị câu hồn sứ giả này gào to một tiếng, thất thần làm gì? Đứng sang một bên. Đây là khách quý của địa phủ chúng ta. Đám người các ngươi ngứa da đúng hay không? Ở bên trong lời nói, ngưu đầu còn trừng mắt nhìn tướng lĩnh âm sai mặt vàng như nến kia. Sắc mặt của tướng lĩnh âm sai biến đổi, hai chân cũng bắt đầu rung lên. Lý trường thọ ở phía bên này, lại là vái chào đối với trưởng môn, sư tổ và sư tổ phu bình tĩnh trở về bên người hữu cầm huyền nhã giải quyết xong lập tức âm sai địa phủ tránh ra một con đường quý vô ưu mặt lộ vẻ mỉm cười cưỡi mây mang theo bốn người đi qua cửa ải nơi đây mặc dù quý vô ưu hiện tại cũng giống như giang lâm nhi phong tình thượng nhân hữu cầm huyền nhã như rơi vào trong mây mù không rõ ràng cho lắm nhưng trong lòng vị trưởng môn này vô cùng rõ ràng đương nhiên sẽ không hỏi nửa điểm về sự tình của lý trường thọ dù sao thì cũng không phải vậy, cho dù nó có kỳ diệu đến đâu thì nó cũng không phải là phép thuật. Mà năm người độ tiên môn vừa đi, lỗ mũi của câu hồn sứ giả ngưu đầu phun ra hai cổ khói trắng, không nói hai lời, đột nhiên quay người, dùng một chân đạp ngã vị tướng lĩnh âm sai kia trên mặt đất. Một cước này vẫn không dùng quá nhiều lực đạo, chỉ là đánh ngã đối phương, sau đó nhào tới chính là một phen quyền đấm cước đá. Sau một hồi lời thô tục vu tộc nho nhã hiền hòa câu hồn sứ giả ngưu đầu cởi bỏ chiếc mũ đội đầu khịt mũi với vị tướng lĩnh âm sai đang cúi rạp mình trên mặt đất và chửi rủa đồ khốn kiếp còn dám dựa thế địa phủ gây thù hằn cho địa phủ mấy ngày nay ngươi không ăn đòn nên cảm thấy khó chịu đúng không đồ khốn kiếp nhà ngươi người nhân giáo mà ngươi cũng dám ngăn tướng lĩnh âm sai đã sưng mặt sưng mũi trên mặt đất kia liên tục cầu xin tha thứ ngưu đầu hừ một tiếng giãn gân cốt đội mũ lên chiếc mũ này dù sao cũng là pháp bảo rất nhanh liền tương dung cùng với thân thể ngưu đầu ngoại trừ màu da hơi không đồng nhất cũng không nhìn ra sơ hở gì ngưu đầu ngẫm nghĩ nói gọi mấy kẻ biết viết chữ viết vài lời hữu ích sau đó vào thời điểm năm người này rời đi treo hai bên coi như tạ lỗi nguyên soái viết cái gì Từng, tùy tiện viết một chút lời khách khí như cái gì địa phủ hoang nghênh ngươi u minh là ngôi nhà thứ hai đều được một đám âm sai lập tức rõ ràng điều gì lập tức bắt đầu bận rộn cùng lúc đó ở trên đám mây vừa bay đi kia giang lâm nhi cũng đang trừng mắt nhìn lý trường thọ trường thọ ngươi vừa mới làm sao làm được lý trường thọ đã dám ra tay tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ nên giải thích như thế nào thậm chí hắn còn chuẩn bị ba bài hùng biện khác nhau hắn một lần nữa lấy ra tảng đá vừa rồi cho ngưu đầu xem kia cười nói sư tổ đây là vật trước khi đệ tử đi linh lị, biểu muội của đệ tử cho huyết thống của linh lị là nửa người nửa vu cũng là huyết mạch vu nhân hiếm thấy trong hồng hoang bây giờ tảng đá này tên là vu huyết thạch xem như tính vật bằng chứng của vu tộc trên đường tới vào lúc trưởng môn kể về điển cố địa phủ đã từng nhắc tới phần lớn cao thủ địa phủ đều là xuất thân từ vu tộc vừa mới rồi đệ tử liền ôm theo tâm lý thử một lần lấy vật này ra lại khéo léo ứng đối vài câu tảng đá kia tự nhiên không phải do hùng linh lị cho mà là do lý trường thọ lấy được từ đống đá trong lều ở bên trong hùng trại giang lâm nhi khẽ nhíu đôi mi thanh tú nói mặc dù ngươi nói rất nhẹ nhõm nhưng đây cũng không phải là sự tình liền có thể làm được đơn giản như vậy quý vô ưu cười nói chớ có hỏi trường thọ nhiều có thể thông qua không phải là chuyện tốt giang lâm nhi lại rung lên sau đó liền đàng hoàng cúi đầu đáp ứng vào lúc nàng lại nhìn lý trường thọ luôn cảm thấy vị tiểu đồ tôn bí ẩn của mình này tầng sương mù ở trên người kia lại có thêm mấy tầng lão nhị thu đệ tử như vậy ở đâu hẳn là chuyển thế thân của vị đại năng nào đó lý trường thọ đã nói cái gì với ngưu đầu kỳ thật cũng không nói quá nhiều bắt đầu là vài câu đơn giản về quan hệ biểu huynh muội giữa chính mình cùng với hùng linh lị sau đó liền xoay chuyển tiền bối đã từng nghe nói đến hải thần nam hải trong phần lớn cuộc trò chuyện sau đó Lý Trường Thọ đều chỉ nói về vị bằng hữu Hải thần kia. Hắn chỉ ra mối quan hệ giữa Hải thần Nam Hải cùng với nhân giáo, Thiên Đình, Long tộc, lại giải thích rõ ràng, Hải thần là như thế nào kết duyên với Vu nhân nhất tộc, lại làm như thế nào cho Vu nhân nhất tộc chỗ tốt. Ở trong lời nói của Lý Trường Thọ ẩn chứa ý tứ, nói rằng Hải thần đã cố ý giúp Vu tộc cải thiện tình cảnh sinh tồn, cũng mơ hồ biểu thị, Lý Trường Thọ hắn nguyện ý thuyết phục Hải thần Nam Hải đến địa phủ. Sau khi thực hiện xong một vài tiểu kịch bản đơn giản, Ngưu đầu đã coi Lý Trường Thọ là khách quý, càng là có một chút chờ mong đối với hải thần Nam Hải, giá lâm sau này. Đây là kế sách một viên đá trúng mấy con chim. Hòa hoãn quan hệ khẩn trương giữa nhóm người độ tiên môn và đối phương, xóa bỏ xung đột, mở ra con đường đi đến phong đô thành. Năm người bọn hắn lại có thể nhận được một chút chiếu cố của thế lực địa phủ, sau đó có thể thuận tiện tìm kiếm tung tích của Hoàng Giang Vũ Sư Bá. Càng quan trọng hơn, ngày hôm nay trò chuyện với ngưu đầu một phen cũng đặt đủ cơ sở để Lý Trường Thọ sau khi đặt chân ổn định tại thiên đình, bắt đầu mưu tính công đức địa phủ. Bây giờ vu tộc chỉ còn hai chi tồn tại, một chi vĩnh trấn địa phủ, không có liên lụy với vu tộc, mà vào trước khi tiến vào địa phủ cũng đã từng lập thệ, không còn nhúng tay vào sự tình vu tộc. Một chi khác chính là vu tộc thuần khiết, bị lưu đày tới vùng đất nghèo nàn Bắc Câu Lô Châu, gian nan dãy dụa, không thể ra khỏi Bắc Câu Lô Châu nửa bước. Vô tộc địa phủ muốn giúp vô tộc Bắc Châu, đây chính là manh mối trọng yếu lý Trường Thọ đạt được vào lúc trò chuyện với Ngưu Đầu, từ đó quyết định thuận thế mà làm, hốt thuốc đúng bệnh. Năm người lại bay một hồi, Lý Trường Thọ nhớ tới điều gì, liếc nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã đang xuất thần ở bên người, truyền âm nói: "Hữu Cầm sư muội, mọi chuyện nếu có thể không động thủ, vẫn là tận lực nói chuyện thì ổn thỏa hơn." "Vâng, sư huynh, ta nhớ kỹ." Hữu Cầm Huyền Nhã ôm nhu cười một tiếng, chỉ là trong tươi cười ít nhiều có một chút bất đắc dĩ. Trường thọ sư huynh giống như một cuốn sách thật dày. Mỗi khi nàng cảm thấy thấy được phần lớn nội dung của hắn, lại phát hiện ra đó chỉ là lời mở đầu, đằng sau còn có vô số trang sách không có cách nào đếm rõ. Đạt được lệnh bài của câu hồn sứ giả, sự tình tìm chân linh của Hoàng Giang Vũ cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Phong đô thành tráng lệ, phồn hoa, tự nhiên không cần nói nhiều, năm người ở dưới sự dẫn dắt của Giang Lâm Nhi, sau khi vào thành đi thẳng đến một chỗ âm ti nha môn, tìm được vị tiểu lại kia. Vị tiểu lại kia tự nhiên nhận ra Giang Lâm Nhi, gặp mặt, liền lấy mười mấy túi bảo nang ra, nói hắn không làm việc này được, thật sự không tìm được thụ linh chuyển thế của Hoàng Giang Vũ. Vành mắt của Giang Lâm Nhi phím hồng, liên tục khẩn cầu vị tiểu lại này thử lại một lần nữa, đối phương chỉ là lắc đầu một hồi. Lý Trường Thọ thấy thế, trực tiếp lấy lệnh bài ngưu đầu ra, vị tiểu lại kia khẽ run rẩy vội vàng mời năm người đi vào nghỉ ngơi cũng mời cấp trên của mình ra mặt nghiêm túc tra xét một phen kết quả vẫn là như vậy người thật sự không có trong lúc giang lâm nhi sắp rơi vào tuyệt vọng lý trường thọ nhíu mày hỏi làm phiền đại nhân có thể cho chúng ta biết nơi chân linh này đầu thai chuyển thế hay không đã là thụ linh tất nhiên sẽ không rời xa nơi nó đản sinh quá xa vị tiểu lại địa phủ để ria mép nhìn khôn khéo già dạng này, lập tức có một chút do dự. Chuyện này, chỉ sợ không hợp quy củ. Lý trường thọ hiếm khi tự tiện làm chủ, lấy mười mấy túi bảo nang của sư tổ, chính mình lại tăng thêm hai túi bảo nang, tiến tới trước mặt vị tiểu lại này, cười nói. Chúng ta chắc chắn sẽ không làm đại nhân khó xử, chỉ là trong lúc lơ đảng, vụng trộn liếc mắt nhìn hồ sơ của đại nhân ngài, tuyệt đối không phải do đại nhân cố ý lộ ra. Như vậy, vị tiểu lại kia trầm ngâm đôi chút lý trường thọ đã nhét mười mấy túi bảo nang kia vào ống tay áo người này lại thu bàn tay về không để lại dấu vết tiểu lại gật gật đầu thở dài chuyện kia cũng không phải là không thể ngươi đi theo ta đi những người khác làm phiền chờ ở chỗ này một chút trong một căn phòng âm u và thấp bé vị tiểu lại kia dẫn lý trường thọ đi đến nơi đây tìm một phen lấy ra một khối ngọc thạch thuần thục thi pháp đối với ngọc thạch không bao lâu mặt ngoài ngọc thạch nổi lên mấy hàng chữ nhỏ. Nhìn tin tức triển lộ ra bên trên khối ngọc thạch trước mắt, trong đáy lòng Lý Trường Thọ đầu tiên là hơi nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, vị sư bá này và những linh thụ kia không có bất cứ quan hệ nào. Khục, mặc dù xác suất phát sinh loại sự tình này rất thấp rất thấp. Hơn nữa ý tưởng này của bản thân cũng thực hoang đường. Nhưng trước đó Lý Trường Thọ thật sự là có một tia lo lắng, lo lắng cho chính mình không cẩn thận ở trong đám cây già mà mình đã thiêu rụi kia, liền có thụ linh chuyển thế thân của sư bá nhà mình. Bây giờ vừa thấy ghi chép của địa phủ, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng liền không có phần lo lắng này. Chuyển thế thân của sư bá, không có nửa điểm liên quan với chính mình. Nàng chuyển sinh đến một chỗ bên trong đại thiên thế giới. Lý Trường Thọ nhìn kỹ một hồi, xác nhận chính mình không có nhớ lầm nửa chữ, mới chấp tay nói cảm tạ đối với tiểu lại âm ti bên người, chạy trở về tụ hợp cùng với nhóm người trưởng môn. Cứu cây như cứu hỏa. Năm người cũng không dám chậm trễ nhiều, quyết định tiếp tục cùng nhau hành động, trực tiếp tiến đến nơi sinh ra thụ linh chuyển thế thân của Hoàng Giang Vũ tìm kiếm một phen, xem thử có thể tìm được manh mối gì không. Thế nhưng, ngoại trừ Giang Lâm Nhi còn chưa chịu hết hy vọng, cùng với hữu cầm huyền nhã vẫn như cũ tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên, đoàn tụ sung vầy, ba nam nhân còn lại, đều là cảm thấy chuyến đi này chắc chắn sẽ trở về mà không thành công. Lý Trường Thọ nói, chỗ đại thiên thế giới kia có khoảng cách khá xa, nếu như trực tiếp ngự không bay qua, ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Đệ tử cảm thấy, không bằng chúng ta tiêu tốn nửa canh giờ, hỏi thăm một chút ở bên trong phong đô thành, xem có thể tìm một chút phương pháp, dùng con đường mà âm sai địa phủ thông hành, tiến đến bên trong đại thiên thế giới kia hay không. Tiếp theo, vẫn là lệnh bài ngưu đầu cho phát huy tác dụng mấu chốt. Kiếp trước Lý Trường Thọ thường xuyên nghe người ta nói đến câu người nào giỏi việc đó kia, tại thiên đình và địa phủ cũng là như thế. Sau nửa canh giờ, năm người ở dưới sự dẫn dắt của một âm sai, nhanh chóng đi qua giếng cạn ở bên ngoài phong đô thành. Cái gọi là giếng cạn, kỳ thật chính là thông lộ âm sai địa phủ đi các nơi ngũ bộ châu và ba ngàn thế giới bắt quỷ hồn, tương liên cùng với miếu thành hoàng các nơi. Nơi này cùng loại với hậu điện nhân duyên điện của Nguyệt Lão, nhìn bên ngoài chỉ là mấy chục cái giếng trạng ẩn chứa lực lượng thiên đạo nhưng lại được sắp xếp thành trận thế huyền diệu sau khi bước vào trong đó liền sẽ phát hiện ra chính mình rơi vào trong biển nước mênh mông lý trường thọ liên tục thở dài cảm khái đại tiểu thế giới thật sự nhiều vô số kể đồng thời cách quản lý của địa phủ thật đúng là vô cùng rối loạn trọng địa thiên đạo thế nhưng lại ném ở ngoài thành chỉ tiến hành phòng thủ từng mảng thậm chí còn không có trọng binh trấn giữ đây là không cho thiên đạo lão gia mặt mũi không thể xem nhiều hơn xem nhiều hơn hiện tại lý trường thọ sẽ không nhịn được bắt đầu mưu đồ công đức địa phủ nếu như có thể đặt địa phủ vào trong hàng ngũ quản hạt của thiên đình và trật tự của địa phủ có thể được thiết lập hoàn chỉnh công đức kim thân của hắn đoán chừng có thể trực tiếp hoàn thành non nữa mà hương hỏa công đức hải thần giáo tích lũy trong những năm này cũng chỉ tích lũy chưa đủ một nửa ngón tay. So sánh cả hai với nhau, địa phủ đúng là có quá nhiều cơ hội. Năm người độ tiên môn ở dưới sự dẫn dắt của vị âm sai kia, tìm được một chiếc giếng cạn viết địa linh cửu ngũ nhị thất. Lý Trường Thọ còn đang tiến hành xác nhận chiếc giếng cạn này, có phải là đường thẳng tới chính xác hay không? Vong tình thượng nhân cùng với Giang Lâm Nhi mặc áo trắng, váy trắng, đã dắt tay nhảy vào bên trong giếng cạn. Hình ảnh mang theo một vẻ đẹp khó tả. Quý vô ưu nói cảm ơn với ông sai, cũng cúi đầu nhảy vào bên trong giếng cạn, sau đó liền truyền âm ra, bảo Lý Trường Thọ cùng với hữu cầm huyền nhã yên tâm nhảy vào. Lý Trường Thọ cầm một túi bảo nang chứa linh thạch bảo tài, cười cười đưa cho vị âm sai dẫn bọn hắn tới nơi đây kia, sau đó liền quay đầu nói, hữu cầm sư muội, ngươi đi xuống trước đi. Hữu cầm huyền nhã lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không, trường thọ sư huynh, ngươi nhảy, ta nhảy. Lý trường thọ lại còn đột nhiên lãng mạn như vậy hắn cũng không có chối từ biết hữu cầm huyền nhã là muốn làm sự tình bọc hậu hơi vung vạt áo đạo bào lên bước vào trong giếng cạn hữu cầm huyền nhã cổng đại kiếm theo sát phía sau quan ảnh trước mắt biến hóa hình ảnh xung quanh lưu chuyển phía trước là một lối đi dài có những đống sáng màu vàng nhạt le lói khắp nơi chưởng môn quý vô ưu đang chờ ở cách đó không xa dùng tiên lực kim tiên bao bọc năm người một lần nữa thi triển thần thông mang theo nhóm người cấp tốc đi tới lối ra của thông đạo này. Chỉ một lát sau, bay qua một khoảng cách không xác định, phía trước xuất hiện một chút ánh sáng, con đường này đã đến cuối cùng. Đi vào từ một cái giếng cạn và đi ra từ một cái giếng cạn khác, vị trí là một tòa miếu nhỏ suy tàn. Nhưng chỉ chốc lát, mượn đường nhỏ địa phủ, bọn hắn ở một nơi cách xa ngũ bộ châu, đến bên trong tòa đại thiên thế giới này, từng người đều thoáng có một chút cảm giác không quá rõ ràng. Quý vô ưu khen, thật không hổ là bảo địa luân hồi địa phủ lại có bố trí không gian cao minh như thế vong tình thượng nhân dường như có điều cảm ngộ lẩm bẩm nói quy lực của thiên đạo nằm ngoài tầm với của con người suy nghĩ trong đáy lòng của lý trường thọ không có phức tạp như vậy đơn giản hơn nhiều so với hai vị cao nhân tiền bối ngược lại là có thể thông qua hệ thống giến trạng thành hoàng này nhanh chóng điều binh vận binh tính ẩn nấp cũng không tệ từng sau khi trở về liền cẩn thận phân tích Viết một bài vai trò của hệ thống giao thông tại miếu thần hoàng trong các tính toán và bố cục khác nhau. Giang Lâm Nhi vội nói, Trường Thọ. Đến đây, đi với ta. Vào giờ phút này Lý Trường Thọ đã xác định rõ phương hướng, vội vàng dẫn đầu. Quý vô ưu hất tay áo dài, cuốn bốn người lên, đi thẳng đến dãy núi liên miên ở ngoài mấy ngàn dặm kia. Đoạn đường này, những đám mây và sương mù, nhanh như điện chớp. Phản phất như bọn hắn chỉ cần đi thật nhanh, liền có thể tìm được thụ linh chuyển thế thân của Hoàng Giang Vũ vậy. Sau một thời gian, tại một chỗ thâm cốc, năm người đứng ở sâu trong một mảnh rừng rậm tươi tốt, nhìn cây cổ thụ già cỗi đang rụng lá ở trước mặt, trong lòng đều cảm thấy có một chút nặng nề. Giang Lâm Nhi chịu đựng cả một đường, vào lúc này không nhịn được vành mắt phím hồng, khàn giọng nói, lão đại, Giang Vũ, sư phụ tới chậm. Vong tình thượng nhân đi về phía trước ông Giang Lâm Nhi, thấp giọng an ủi. Quý vô ưu mặc dù đã sớm biết như thế, nhưng vẫn là không nhịn được buông tiếng thở dài, đứng chắp tay, trong đáy mắt cũng toát ra mấy phần đau buồn. Hắn nghĩ tới những hình bóng đã biến mất trong thời gian dài dằn dặt. Trường thọ sư huynh. Hữu cầm huyền nhã nhẹ giọng hỏi, thật sự không thể cứu sao? Đừng nóng vội. Lý trường thọ trầm ngâm đôi chút, đi về phía trước hai bước, giơ tay ấn ở trên thân cây cổ thụ, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ thụ linh đã bị cưỡng ép rút đi, liên đới đến sinh cơ của gốc cây già này cũng bị bóc ra, loại tình hình này. Nếu như ta là người làm việc này, vì sao lại muốn làm như vậy? Gốc cây già đã có mấy ngàn năm tuổi tác, vẫn chưa tu thành cây tinh, sinh cơ nồng đậm của bản thân dựng dục ra một đầu thụ linh, cũng chính là chuyển thế thân của Hoàng Giang Vũ. Tinh và linh, mặc dù gần, nhưng lại có phân chia tỉ mỉ. Cây già này cùng loại với cha mẹ của Hoàng Giang Vũ sư bá kiếp này người rút đi thụ linh, tu vi cũng không cao hơn cảnh giới thiên tiên, dựa theo một chút đạo vận lưu lại nơi đây, đối phương có tu ly hỏa chi đạo. Căn cứ vào tốc độ sinh cơ gốc cây già này trôi qua, cùng với tốc độ đạo vận tiêu tán kia, dựa vào hai điểm này, suy tính ngược dòng, có thể đại khái suy đoán ra, thời gian đối phương động thủ, không sai biệt lắm là vào một tháng trước. Thụ linh mặc dù không phải là linh căn trân quý gì, nhưng cũng là thuốc dẫn hiếm thấy. Lúc đối phương rút thụ linh đi, Lấy đi hơn phân nửa sinh cơ của gốc cây già này hẳn là dùng để tăng cường phẩm chất của thụ linh nếu như đối phương lựa chọn tăng cường thực lực của thụ linh cũng cho thấy bản thân người đó không có nhiều nắm chắc đối với lò đang dược kia vậy thì nó sẽ lý trường thọ lặng lẽ đứng đó ánh mắt của bốn người khác tất cả đều tụ ở trên bóng lưng của thọ một lát sau lý trường thọ bỗng nhiên quay người chưởng môn đệ tử sinh cả gan mời trưởng môn lập tức dùng tiên thức cảnh giới kim tiên lục soát năm ngàn dặm gần đây tìm xem có luyện khí sĩ luyện đang hay không nếu không tìm được trong năm ngàn dặm liền tận lực khuếch tán ra xa bất kể như thế nào đệ tử luôn cảm thấy chúng ta không thể cứ từ bỏ như vậy thiện quý vô ưu đáp ứng một tiếng tiên thức của bản thân cấp tốc tràn ra bao phủ mấy ngàn dặm gần đây rất nhanh liền là hai mắt tỏa sáng quý vô ưu nói ngay ở bên ngoài một ngàn sáu trăm dặm trong một sơn cốc, một người đang luyện đang ở trong trận pháp. Lý Trường Thọ vội hỏi, đạo vận ly hỏa đại đạo, tu vi cảnh giới thiên tiên hoặc chân tiên. Ừm, không sai. Nhanh. Lý Trường Thọ vội nói, nhanh đi, vẫn còn có khả năng cứu sư bá. Thần sắc của mấy người lập tức chấn động. Tiên lực phun trào quanh người quý vô ưu, thân hình bá một tiếng biến bất không thấy gì nữa, trực tiếp hóa thành một vệt thanh quang, khoảng cách 1.600 dặm đảo mắt liền bị vượt qua. Vong tình thượng nhân cũng lập tức mang theo Giang Lâm Nhi phóng lên tận trời, đi theo sát phía sau. Khi Lý Trường Thọ dùng tiên thức bắt được, trưởng môn quý vô ưu dáng xuống từ trên trời, tiến vào tòa trận pháp đơn giản kia, cũng hơi thở vào một cái. Hy vọng là còn có một chút tàn linh. Lập tức, hắn gọi hữu cầm huyền nhã, hai người cưỡi mây vội vàng đuổi theo đợi Lý Trường Thọ cùng với hữu cầm huyền nhã chạy tới chỗ sơn cốc này, tình hình nhìn thấy chính là như vậy. Sâu trong một sơn cốc với nước xanh và bầu trời xanh. Một đạo nhân hơi mập ngồi trên tấm nệm, duy trì tư thế thân thể ngửa ra sau, lại là động cũng không dám động. Trước mặt đạo nhân hơi mập này, phong tình thượng nhân tóc trắng, một thân áo trắng đứng ngạo nghễ, bàn tay trái nhắm ngay vào cái trán của đạo nhân, lòng bàn tay có một tia hồ quan điện màu xanh lấp lóe. Đạo nhân hơi mập này dám can đảm động một cái, chính là thân tử đạo tiêu. Cũng may, vong tình thượng nhân cũng không phải là người không nói đạo lý, biết việc này không thể trách người này. Lấy thiên tài địa bảo luyện đang luyện khí, vốn là sự tình nhóm luyện khí sĩ hay làm. Cho nên, lúc này vong tình thượng nhân chỉ là uy hiếp, vẫn chưa thật sự ra tay. Quý vô ưu cùng với Giang Lâm Nhi, vào giờ phút này vây quanh ở bên cạnh đan lô đã tắt lửa kia, cảm thụ được dược tính phun trào bên trong đan lô, tìm được một chút linh thể thụ linh còn sót lại người trước bấm ngón tay suy tính phương pháp cứu vãn lông mày càng nhăn càng sâu người sau vừa mừng vừa sợ mấy lần muốn ra tay đập lò thuốc này ra lại không dám tùy tiện ra tay không cần giang lâm nhi nói lý trường thọ lập tức đi về phía trước cảm thụ tình hình bên trong đang lô hơi nhẹ nhàng thở ra còn có thể cứu đúng vào lúc này quý vô ưu thở dài đã thành tàn linh chân linh cơ hồ đã bị luyện hóa chỉ sợ là khó có thể bổ cứu. Lý Trường Thọ vội nói, trưởng môn, nếu như dùng đan dược bù đắp tàn linh, quẩn dưỡng chân linh, có thể cứu nàng hay không? Có lẽ là có thể thử một lần, nhưng hiện tại, đi nơi nào để tìm linh đan dịu dược như vậy? Quý vô ưu hơi lắc đầu nói, đan dược như vậy là rất khó luyện chế, trong môn chúng ta ngược lại là có đan phương, nhưng không phải là ai cũng mang loại đan được này theo. Lý Trường Thọ trầm giọng nói, đệ tử có mang ngươi có mang. Quý Vô Ưu kinh ngạc nói, "Trường Thọ, ngươi không có việc gì mang theo đan dược như vậy để làm gì?" Lý Trường Thọ. Hắn cũng không thể nói, loại đan dược này chỉ là một chút tồn kho trong kho ác chủ bài của chính mình, ở trong chuyến đi lần này, vì lý do ổn thỏa cũng liền mang tới hai viên. Luyện khí sĩ có thể luyện đan dược chữa thương, cứu mạng, vì vậy hắn đã chuẩn bị nhiều một chút đan dược bù đắp tàn linh, ứng đối với tình hình vạn nhất bị đánh chết nhưng chân linh may mắn còn tồn tại, cũng không phải là chuyện gì không thể nói nổi. Lập tức, Lý Trường Thọ lấy ra hai viên địa tiên đang lưu quan huyễn thải, cung kính đưa cho quý vô ưu. Phẩm chất của hai viên tiên đan này mặc dù không cao, nhưng loại đan dược này vốn là chỉ cần dược tính ôn hòa, phẩm giai thấp một chút cũng không sao. Quý vô ưu lập tức mở đan lô ra, dùng tiên lực bao bọc những tàn linh thụ linh kia thấy rằng đã không có cách nào phân rõ tàn linh nào là chuyển thế thân của Hoàng Giang Vũ mà bọn hắn muốn tìm, thế là dứt khoát liền dùng dược lực tiên đang ôn dưỡng cùng lúc. Lý Trường Thọ lại đi về phía vong tình thượng nhân, hỏi người luyện đang sưu tập thụ linh từ chỗ nào. Vì tốc chiến tốc thắng, Lý Trường Thọ mở miệng chính là một câu, đạo hữu, ngươi đừng sợ, chúng ta không có thiện ý gì đối với ngươi. Hầu kết của luyện khí sĩ hơi mập kia rung lên, lập tức liên tục cười khổ. Lý Trường Thọ còn chưa có chính thức bắt đầu hỏi, chỉ hỏi mấy chi tiết đơn giản, đối phương liền cấp tốc nói ra những gì có thể nói, không thể nói. Người này tên là Thái Vĩ, là một người tu đạo cần cù chăm chỉ, sau khi thành tiên vào 3.000 năm trước, vẫn luôn cố gắng tu hành, cẩn trọng, tránh né nhóm luyện khí sĩ chém chém giết giết. Sau khi cố gắng 3.000 năm, hắn rốt cuộc cũng tu đến cảnh giới thiên tiên trung kỳ. Trường sinh, có nhiều thêm một tia hy vọng. Chuyện hôm nay, thuần túy chỉ là chuyện tu tiên thường ngày của thái vĩ khục cũng không phải bởi vì trường kỳ đi đến thiên nhai cắt có một chút nổi danh ở bên trong đại thiên thế giới thể hội suy nghĩ tình kiếp lâm thời tăng tiếng cảm ngộ đối với đại đạo của chính mình tiền tài của thái vĩ gần đây hơi eo hẹp liền trốn ở nơi đây luyện đang bán ra kiếm tiền nhưng ai có thể nghĩ tới thái vĩ đang ngân nga điệu hát dân gian luyện đang dược một kim tiên giáng xuống từ trên trời dết đến tận cửa trực tiếp cướp đi đăng lô của hắn còn trừng mắt liếc hắn một cái các vị thượng tiên ta thật sự không biết có một vị dược tài trong này là thân bằng hảo hữu của các vị đạo hữu không cần phải sợ hãi lý trường thọ ấm giọng nói xong lấy hai bình đan dược ra từ trong ngực nói đây là đan dược có phẩm chất không sai biệt lắm với đan dược ngươi muốn luyện chế chính là do đại sư luyện đan của chúng ta luyện chế xem như là bù đắp một ít tổn thất cho đạo hữu luyện ký sĩ hơi mập này liên tục nói không cần vong tình thượng nhân ở bên cạnh có một chút không kiên nhẫn nhíu mày đối phương gật đầu trong nháy mắt thu hai bình đang dược do vạn lâm quân trưởng lão luyện chế kia vào như thế cũng coi như kết thúc nhân quả đúng vào lúc này ở phía sau lý trường thọ truyền đến một tiếng la của giang lâm nhi giang vũ lý trường thọ cùng với vong tình thượng nhân đồng thời quay đầu nhìn lại trên lòng bàn tay của trưởng môn quý vô ưu đã nhiều hơn một đoàn ánh sáng màu xanh lá lớn chừng quả đấm nguyên soái nguyên soái ở trước đường chân trời phía đông phong đô thành một âm sai vội vàng chạy tới vừa thở hổn hển vừa hô hào đối với câu hồn sứ giả ngưu đầu nằm ở trên tảng đá bên cạnh mới vừa thăm dò được từ nội thành năm vị tiên nhân nhân giáo cầm lệnh bài của ngài kia đã rời đi từ một chiếc hồi hồn giếng rời đi rồi ngưu đầu lập tức ngồi dậy mắt trâu trừng một cái lại quay đầu liếc nhìn vải vóc treo ở hai bên, phía trên viết từng câu chào hỏi siêu siêu vẹo vẹo. Như cái gì, địa phủ hoang nghênh ngươi, U Minh là ngôi nhà thứ hai, ngày hôm nay làm huynh đệ, luân hồi không cần chen, cũng còn được tính là khẩu hiệu tương đối bình thường. Câu thường về thăm nhà một chút của Trâu nghĩ ra kia, quả nhiên thật đáng tiếc, đã không có đất dụng võ. Mà thôi, đi thì đi, hẳn là có chuyện gì gấp. Ngưu đầu có một chút thất vọng nói. Nguyên soái làm sao xử lý chuyện này? Các huynh đệ hao tâm tổn trí làm nhiều lá cờ như vậy. Ngưu đầu ngẫm nghĩ, thuận miệng an bài câu, về sau đối với mỗi một tiên nhân đi qua đây, cho bọn họ mỗi người một cái chẳng phải là xong việc. Nguyên soái cao kiến. Hắc hắc hắc, ách, đại vu tế luôn làm ta luôn không thể nào quên thân phận lúc này, từng cảm xúc ta ấp ủ. Bò à. Bò à bò à. Giống, cực kỳ giống thật may mắn cuối cùng cũng đã cứu được nhìn đoàn ánh sáng xanh trước mắt này nhìn chăm chú bóng hình xinh đẹp lớn chừng ngón cái còn có một chút hơi hư ảo ở bên trong thụ linh như vậy làm cho lý trường thọ nhớ tới một ít tiểu cố sự đã từng nghe ở kiếp trước loại rất đứng đắn kia tìm được hoàng giang vũ sư bá trong đáy lòng lý trường thọ hiện ra bộ dáng sư phụ dần dần già đi một lần nữa con người thực ra chỉ có một vài mục tiêu trong cuộc sống này muốn sống thật lâu cũng đều miễn cưỡng được tính là một cái trong số đó nếu như sư phụ cũng có hy vọng trường sinh bất lão như vậy lý trường thọ làm đệ tử cũng sẽ không lo lắng nhiều như vậy nhưng sư phụ ai coi như sau này có thần chức thiên đình công đức hộ thể cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng có thể sống mấy vạn tuổi mà thôi ngay cả một ít lão linh thú không tu hành trong hồng hoang cũng không sánh bằng tàng linh của hoàng giang vũ tuy đã được bảo tồn nhưng vào giờ phút này vẫn hết sức yếu ớt như cũ một thụ linh bình thường có thể huyển hóa ra hình người đại khái lúc này thụ linh chuyển thế thân của hoàng giang vũ sư bá lại chỉ có thể nằm ở bên trong quả cầu ánh sáng kia khí tức yếu ớt giống như có thể tiêu tán vào bất cứ lúc nào nhưng chỉ cần chạy về bên trong độ tiên môn sẽ tự có bảo vật sinh cơ nồng đậm làm cho nàng có thể tu dưỡng bù đắp năm người độ tiên môn cũng không có chậm trễ tấp tốc, tốc bay ra khỏi mảnh đại thiên thế giới này, tìm xong phương hướng ở trong hư không, chạy về ngũ bộ châu. Chuyện về sau nên an bài như thế nào, cũng không thể chờ sư bá chữa khỏi thương thế, chính mình đi tìm sư phụ cười hắc hắc. Sư phụ, ngài có muốn tiểu đạo lữ hay không? Ách, đùa, đùa thôi. Bản thân thụ linh tu hành vô cùng khó khăn, bọn chúng giống như linh thể nghĩ lại ở bên trong thụ linh, rất khó lĩnh hội đại đạo. Theo quan điểm cá nhân của Lý Trường Thọ, kỳ thật lựa chọn tốt nhất vẫn là để sau khi thụ linh Hoàng Giang Vũ Sư Bá hao hết thọ nguyên, quay về luân hồi, đầu thai nhân đạo. Tất nhiên, một mình hắn không làm chủ được việc này, về sau còn cần thương lượng với tiểu sư tổ, sư muội Sư phụ tề nguyên tạm thời không có quyền hiểu rõ tình hình và quyền lên tiếng. Trên đường trở về, Giang Lâm Nhi nâng tiểu thụ linh ở trong lòng bàn tay, ôm vào trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí như vậy, không ngừng rót tiên lực vào cho tiểu thụ linh. Tiện thể nhắc tới, vị đạo nhân cảnh giới thiên tiên tên là Thái Vĩ kia, mấy người Lý Trường Thọ cũng không gây khó dễ quá nhiều. Lý Trường Thọ giải thích rõ ràng việc này cho Thái Vĩ, cũng cho Thái Vĩ đầy đủ tạ lễ, thuận tiện bắt Thái Vĩ lập lời thề đại đạo, không được truy cứu chuyện này nữa. Bản sơ cấp ngàn chữ Mấy đầu thụ linh đồng thời cứu lúc đó, trưởng môn quý vô ưu cũng tiện tay, thả chúng nó vào trong rừng sau đó bọn chúng có thể sống hay không vậy thì cũng không thể nói rõ quý vô ưu cưỡi mây năm người xếp bằng ở trên mây vượt qua thiên ngoại hư không vị trưởng môn cảnh giới kim tiên này người tích hợp các chức năng vận chuyển đấu pháp giải thích lập cờ lần này cũng để lại ấn tượng khắc sâu cho tiểu đệ tử lý trường thọ trong môn phái trưởng môn sau khi khỏi bệnh cũng là cao thủ kim tiên rất đáng tin cậy đấy nói trở lại đây là lần đầu tiên Lý Trường Thọ bay đến một nơi cách ngũ bộ châu xa như vậy. Mặc dù là hóa thân đạo nhân giấy. Ở trong hư không không giới hạn, có thể thấy phong cảnh đặc biệt, chính là từng phương thiên địa, thế giới khắp nơi ngẫu nhiên xuất hiện lại cấp tốc xẹt qua. Giang Lâm Nhi thấy nhiều cảnh tượng như vậy, lúc này cũng không có tâm tình thưởng thức. Mà vong tình thượng nhân, hữu cầm huyền nhã cùng với Lý Trường Thọ, ẩn cư trong núi Trường Kỳ, đối với kỳ cảnh như vậy, đều có hứng thú nồng đậm đại tiểu thế giới diễn hóa mà thành từ mảnh vỡ hồng hoang đều là cấu trúc bầu trời tròn mặt đất và đại dương mênh mông nằm trên một bề mặt nằm ngang bị màn trời nửa vòng tròn bao phủ trên màn trời có hình chiếu tinh thần chư thiên những hình chiếu này phần lớn đều là tàn khuyết không đầy đủ tương ứng với việc quy tắc của thế giới có hoàn chỉnh hay không bởi vì vội vã chạy về độ tiên môn bọn hắn cũng không có cơ hội cẩn thận quan sát một phương thế giới hơn nữa bằng vào cảnh giới tu đạo của một nhóm năm người độ tiên môn lúc này coi như là nhìn chằm chằm những thế giới này trong mấy ngàn năm cũng rất khó có điều cảm ngộ tái tạo không gian chính là đại thuật không phải là đại năng là không thể lĩnh ngộ nghĩ đến thế giới lý trường thọ liền không khỏi nghĩ đến 24 viên định hải thần châu có thể tự thành không gian thiên địa kia nghĩ đến định hải thần châu lý trường thọ liền nghĩ đến vị triệu đại gia nghĩa bạc vân thiên hai chân không xương kia không nhịn được lộ ra mấy phần ý cười triệu đại gia vẫn rất đáng yêu trường thọ sư huynh hữu cầm huyền nhã thấy thế ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi ngày hôm nay đã buông bỏ lo lắng hay chưa ừm lý trường thọ nhẹ nhàng gật đầu liếc nhìn ba vị trưởng bối trong môn phái phía trước làm thủ thế truyền âm nói chuyện đối với hữu cầm huyền nhã cũng không biết hiệu quả của lời thề đại đạo lần trước là như thế nào lý trường thọ quyết định thừa cơ hội này trò chuyện vài câu cùng với hữu cầm huyền nhã, cũng cố hiệu quả trị liệu. Lý Trường Thọ tùy tiện tìm một đề tài, lúc sư muội tu hành, có nghi nan tu hành gì không? Đây là một câu mở đầu ngẫu nhiên, nhưng hữu cầm huyền nhã lại là bình tĩnh gật đầu, trực tiếp hỏi, sư huynh, bên trong vô vi kinh có một câu duy lợi bởi vì đạo, vì thế không tranh thì vào, vì nghi ngờ không rõ thì minh, phải chăng có thể hiểu thành. Như thế như thế, như vậy như vậy. Lý Trường Thọ thật sự muốn cho chính mình hai cái bạc tai, chính mình khách sáo cái gì? Nói lung tung cái gì? Nói chuyện cùng với hữu cầm huyền nhã, nhất định phải đi thẳng về thẳng, không thể quanh co lòng vòng, không thì nói cái gì em gái này cũng đều sẽ tin. Kết quả chính là, hắn nhàn rỗi không chuyện gì tìm cho mình một việc để hoạt động, bắt đầu cùng với hữu cầm huyền nhã trên con đường. Đàm kinh luận đạo, xác minh đạo Pháp. Làm sao lại đột nhiên cảm thấy, nếu như đặt loại tình huống này ở kiếp trước, hẳn là Chấn kinh Nam sinh viên thường thường không có gì lạ, mướn phòng ôn tập với giáo viên vào đêm khuya Ừm, tràn đầy năng lượng đứng đắn Chưởng môn quý vô ưu tính toán lộ trình, đại khái sau 13 ngày liền có thể đến độ tiên môn Đoạn đường này, Giang Lâm Nhi cùng với vong tình thượng nhân dùng tiên lực không ngừng chữa thương cho thụ linh Đoán chừng vào trước khi trở lại độ tiên môn, cốc thụ linh này đã không cần đi tìm bảo địa chữa thương gì, tất nhiên là sẽ có thể nhảy nhót tưng bừng một lần nữa. Giang Lâm Nhi còn cố ý dặn dò Lý Trường Thọ một câu, bảo hắn không được nói việc này cho tề nguyên lão đạo. Đợi sau này thụ linh hao hết thọ nguyên, chân linh hoàng giang vũ lại vào nhân đạo, khởi động lại con đường tiên nhân, lại cho tề nguyên biết việc này kỳ thật cũng không muộn. Nhưng sự tình sau này của Tề Nguyên và Hoàng Giang Vũ đến tục cùng như thế nào, vậy thì ai cũng không nói chính xác trên đoạn đường này lý trường thọ cũng thật sự không có nhàn rỗi sau khi hắn giải thích mấy vấn đề cho hữu cầm huyền nhã hữu cầm huyền nhã liền lấy ra sách câu hỏi sai của chính mình khục lấy ra tích lũy nhiều năm của chính mình vấn đề mà sư phụ khương kinh sang của nàng đã không có cách nào giải thích rõ ràng không ngừng hỏi ý lý trường thọ lý trường thọ cũng dần dần cảm thấy như vậy cũng không tệ giảng đạo luận đạo thảo luận sự tình tu hành với nhau còn là đạo hữu có một chút đẹp mắt tốt hơn rất nhiều đạo sĩ suốt ngày suy nghĩ lung tung kiếm chuyện hơn nữa tư chất của hữu cầm sư muội không tệ ở phía trên tu đạo cũng hiểu biến báo như thế nào bồi dưỡng thêm một chút sau này lại là một pháp bảo người xuất sắc tin anh nhân giáo vào ngày thứ sáu vượt qua hư không lý trường thọ đang giảng đạo cho hữu cầm huyền nhã trong đáy lòng đột nhiên nổi lên một chút gợn sóng thần niệm bị hơi nhiễu loạn lại nghe thấy một tiếng giáo chủ ca ca. Ách, vị giáo chủ ngày hôm nay, sao lại xuân quan phóng đảng như thế? Theo thanh âm rung động ở phía sau đuôi tiếng hô, Lý Trường Thọ liền nghe được, một tia tâm cảnh bất ổn của Ngao ất. Hữu cầm sư muội nói chuyện sau. Lý Trường Thọ nhìn hữu cầm huyền nhã, truyền âm nói, ta có một chút thể ngộ, cần phải đi thể ngộ. Hữu cầm huyền nhã vội nói, sư huynh xin cứ tự nhiên, là do ta vẫn luôn quấy rầy sư huynh tu hành chuyện này không có gì đáng ngại lý trường thọ nói nếu chỉ là sự tình tu hành ta cũng sẽ vui vẻ thảo luận với ngươi nói xong lý trường thọ nhắm hai mắt lại bày ra bộ dáng tu hành trên thực tế phần lớn tâm thần trở lại bản thể lại thông qua thần niệm tượng thần cấu kết kết nối cự ly xa với ngao ất ở trong mộng cảnh tượng thần tạo dựng thấy thân hình của lý trường thọ ngưng tụ ở dưới chân tượng thần ngao ất liền vội vã chạy tới Giáo chủ ca ca. Việc vui. Việc vui lớn. Ồ. Lý Trường Thọ cười nói, động tác của ngươi và đệ muội nhanh như vậy. Ta đã sắp được làm bá phụ. Khuôn mặt thiếu niên của Ngao ất lập tức đỏ lên, vội nói, không phải việc này, bây giờ thế cục long tộc bất ổn, ta cũng không dám có tưởng niệm như vậy, giáo chủ ca ca, lần này thế nhưng là thiên đại hảo sự. Ồ. Lý Trường Thọ cười nói, có chuyện tốt nào, có thể khiến cho ngươi vui vẻ như vậy. Long cung Tây Hải Vừa nghe đến hai chữ Tây Hải, trong đáy lòng Lý Trường Thọ liền đã có một chút dự cảm không ổn. Hắn biết rằng Tây Hải hiện tại đã bị Tây Phương giáo thẩm thấu non nữa, trên cơ bản cũng chỉ còn Long Vương Tây Hải là còn có thể tin. Phàm là tin tức gì bên kia truyền ra, trên cơ bản đều có thể cho rằng, phía sau là Tây Phương giáo đang mưu đồ bố trí. Nhưng lần này, nghe Ngao ức giải thích vài câu, Lý Trường Thọ cũng có một chút mê hoặc. Tin tức làm cho Ngao ất vui vẻ như vậy lại là Long Cung Tây Hải quyết định thay đổi chế độ cũ, bắt chước kinh nghiệm Long Cung Đông Hải nhị thái tử Ngao ất bái sư thành công, phái ra 36 vị con cháu Long Tộc, đi thử xem có thể gia nhập môn hạ đạo thừa thánh nhân hay không. Lý Trường Thọ vuốt vuốt lông mày, việc này, hắn nhất thời cũng có một chút xem không hiểu. Nếu như là cách làm của Tây Phương Giáo, bọn họ đang mưu đồ cái gì? dùng chiêu này xếp gián điệp vào đạo môn đây không phải là chuyện dư thừa hay sao sao có thể có thể giấu giếm được ánh mắt của thánh nhân vấn đề chỉ nằm ở chỗ thánh nhân lão gia có muốn suy tính hay không cùng với phải chăng có các thánh nhân lão gia khác quấy nhiễu lý trường thọ nói ngươi hãy nói rõ chi tiết việc này được ngao ất trịnh trọng gật đầu giải thích cặn kẽ một lần nhân quả trước sau của việc này đề xướng chuyện này là thân đệ của Long Vương Tây Hải nói ra, Long Vương Tây Hải triệu tập chúng đại thần Long Cung, cùng với quy thừa tướng do ba Long Vương khác phái tới, thương nghị kỹ càng 7 ngày. Trong 7 ngày này, hội đồng Long Cung Tây Hải đánh nhau 48 lần, chữa nhau hơn trăm lần, thể hiện đầy đủ tinh thần diện mạo hảo dũng thiện đấu của quý tộc viễn cổ. Theo lời nói của Ngao Ất, Long tộc đối với những việc đại sự chân chính, các cuộc thảo luận thường diễn ra như thế này. Không có cách nào, đây là truyền thống của Long tộc. Kết quả thảo luận cuối cùng là cục diện bế tắc một nửa ủng hộ một nửa không ủng hộ. Thế là Long Vương Tây Hải làm ra phương án điều hòa, giảm bớt trăm vị Long Tử Long Nữ ban đầu xuống còn 36 vị Long Tử Long Nữ. Trong đó có hai vị Thái Tử, 3 vị Công Chúa, 13 vị Con Cháu Long Vương, 18 vị Tuấn Tài Long Tộc. Nghe ngao ức nói xong, Lý Trường Thọ cũng lộ ra mấy phần mỉm cười. Đây là tính toán gì? Hoặc là một vòng nào đó bên trong đại tính toán? lý trường thọ tạm thời không có cách nào nhìn thấu nhưng tính cảnh giác đã là hoàn toàn kéo căng lý trường thọ cười hỏi mục tiêu long tử long nữ muốn đi bái sư lần này là ai tiên tông tam giáo trung thần châu ngao ất lập tức đáp đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhiều tộc nhân phản đối như vậy ngạo khí trong đáy lòng tộc nhân ất cũng đều rõ ràng nhưng muốn bái nhập đạo trường như kim ngao đảo vốn là vô cùng phiền phức cho nên lần này nơi Long Cung Tây Hải muốn đưa Long Tử Long Nữ đến bái sư, chính là tiên tông đạo môn xuất hiện trên đại hội nguồn gốc tam giáo ngày đó. Giáo chủ ca ca, khai sơn đại điển của độ tiên môn hẳn là còn có hai, ba mươi năm, có hai vị đường muội hẳn là sẽ đi đến độ tiên môn thử xem có thể bái nhập môn hạ nhân giáo hay không. Lý Trường Thọ nghe vậy, không nhịn được nhíu mày. Công phu sư tập tình báo Long Tộc cũng không yếu, khai sơn đại điển cũng đều đã giúp độ tiên môn tính xong việc này nên trực tiếp cự tuyệt hay là nên thuận theo tự nhiên không can thiệp nhiều ất huynh độ tiên môn xếp hạng vị trí cuối ở bên trong tiên tông nhân giáo lý trường thọ nói nếu muốn bái sư vẫn nên đi đến những đại tiên tông như tiêu giao tiên tông thì thích hợp hơn đều phái đi ngao ất cười nói lần này một nửa long tử long nữ đều là lựa chọn đạo thừa nhân giáo giáo chủ ca ca bởi vì duyên phận hải thần giáo chúng ta cho nên bây giờ Long tộc có rất nhiều hảo cảm đối với nhân giáo Lý Trường Thọ nghe nói lời ấy trong đáy lòng giật mình rõ ràng điều gì chẳng lẽ Tây Phương giáo còn muốn muốn dùng kế ly gián lần này đổi thành dùng Long Tử Long Nữ gây sự ở bên trong đạo thừa nhân giáo từ đó làm cho nhân giáo tức giận chiêu này cũng miễn cưỡng được gọi là cao minh chỉ tiếc là nếu thật sự tính toán như vậy đã chú định chỉ là công giả tràng lấy giỏ trúc mà mút nước chủ thể của nhân giáo trên ý nghĩa nghiêm ngặt hiện nay mà nói, chỉ có hai vị, đó chính là Thái Thanh Thánh Nhân Lão Tử và Huyền Đô Đại Pháp Sư. Lý Trường Thọ đang cố gắng trở thành vị thứ ba, nhưng chỉ mới là một nét chấm phá. Muốn làm nhân giáo chán ghét long tộc, trừ phi là đi đến động xuất cung quấy rối. Hơn nữa, Tây Phương Giáo chỉ sợ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ lập trường của nhân giáo là đứng ở phía sau thiên đình, mà không phải là đứng phía sau long tộc. Ngao ức thấy Lý Trường Thọ nhíu mày, lập tức có một chút thấp thỏm hỏi, giáo chủ ca ca thế nhưng là có một chút không vui đối với chuyện này. À không có. Lý Trường Thọ cười nói, Long tộc có thể nghĩ rõ ràng như thế, vậy thì không thể tốt hơn. Ngao ớt nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười, cũng khe khẽ thở dài. Năm đó tuổi trẻ kinh cuồng, muốn đánh thức Long tộc, đã thử trăm phương ngàn kế. Bây giờ dần dần ổn trọng, suy nghĩ trên cách cục thiên địa, tìm đường ra chân chính cho Long tộc vậy đại khái chính là sự khác nhau giữa thiếu niên long và thanh niên long ngao ớt lại hỏi giáo chủ ca ca trong chuyện này cần chú ý điều gì lý trường thọ trầm ngâm đôi chút nói các tiên môn tam giáo khác ta không biết được bên trong đạo thừa nhân giáo tập tục có một chút từng tương đối lãng mạn mặc dù nhân giáo tôn sùng hành động với bản chất của mình nhưng ở trên sự tình đạo lữ đều tương đối bảo thủ long tộc thì tương đối tốt hơn về phương diện này nếu như có thể vẫn nên chọn một số long tử long nữ hơi an phận đưa tới đạo thừa nhân giáo miễn cho gây nên cái gì không vui tất nhiên đây chỉ là một chút đề nghị của ta ngao ức nghe vậy lập tức rơi vào trầm tư rất nhanh liền nặng nề mà gật đầu nghiêm mặt nói giáo chủ ca ca yên tâm ta sẽ đi nhắc nhở bọn họ sau đó ngao ức vái chào vội vàng chặt đứt thần niệm giao lưu lý trường thọ thấy thế cũng là không nhịn được nháy mắt mấy cái chẳng lẽ Hai vị long nữ muốn đưa đến bên trong độ tiên môn trước đây, thật sự có loại tồn tại buôn bán dây đỏ kia. Như thế, ngược lại cũng là có một chút kích thích nhỏ. Được ngao ớt nhắc nhở như vậy, Lý Trường Thọ cũng nghĩ đến sự tình khai sơn đại điển. Khai sơn đại điển cách 200 năm một lần của độ tiên môn, cũng chính là vào hai, 30 năm sau, đại khái chính là thời kỳ độ nóng thiên kiếp của đệ tử trong môn phái đi qua, nên ở lại thì ở lại, nên rời núi thì rời núi, độ tiên môn liền sẽ chuẩn bị chiêu nạp đệ tử mới vào núi tu hành. Nếu như ngày luân hồi của Hoàng Giang Vũ Sư bá sớm hơn một chút, vừa vặn có thể trở về vào thời điểm khai sơn đại điển một lần nữa. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi tính toán việc này, liền cười bỏ qua, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Việc này, cứ để cho tiểu sư tổ an bài. Ngày thứ 12 vượt qua hư không, nhìn thấy ngũ bộ châu ở phía xa xa, trưởng môn quý vô ưu đột nhiên quay đầu hỏi, đúng rồi, vong tình, Trường Thọ, ta có một môn thần thông do sư phụ truyền thụ, có muốn suy nghĩ với nhau một chút hay không? Lý Trường Thọ Nếu như là cái chủng loại cần ho ra máu mấy trăm năm này, làm ơn đừng có suy nghĩ. Tổ sư bá Trưởng môn sao rồi? Ở trước độ tiên điện tại độ tiên môn, Lý Trường Thọ vừa mới trở về độ tiên môn nửa canh giờ, Giang Lâm Nhi cùng với hữu cầm huyền nhã, thấy vong tình thượng nhân cùng với mấy vị trưởng lão đi tới từ nội điện, vội vàng nên đón. Lý Trường Thọ lo lắng hỏi một câu, vong tình thượng nhân không khỏi khổ cười vài tiếng. Vong tình thượng nhân nói, trưởng môn đã bế quan dưỡng thương, trước đây chỉ là bị chấn thương nguyên thần, tu dưỡng trăm năm liền có thể khỏi hẳn. Mấy người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Ngăn không được, đây là thật sự không ngăn được. Lúc chuyện xảy ra, chính là trên đường trở về từ thiên ngoại. Lý Trường Thọ nghe trưởng môn quý vô ưu nói, môn thần thông kia chính là tu hành, khiếu bên trong tiên thiên khí, liền cảm giác được có điểm không ổn, liền lập tức truyền âm đối với vong tình thượng nhân, nói trưởng môn trước đây chính là bị thần thông như vậy đã thương bản thân. Vì lý do ổn thỏa, tự nhiên là muốn để vong tình thượng nhân đi thuyết phục trưởng môn từ bỏ môn thần thông không đáng tin cậy này. Nhưng mà, Lý Trường Thọ vừa truyền âm nói xong đối với vong tình thượng nhân, trưởng môn đã nói, bần đạo sẽ tới trước bộc lộ tài năng cho các ngươi. Sau đó chính là hít vào một hơi thật sâu, trước lỗ mũi hội tụ từng tia từng tia khói trắng, khuôn mặt lập tức biến thành màu tím. Hừ. Hư không phía trước lại bị chấn nổi lên một chút gợn sóng. Nhưng. Phốt. Một nguồn máu tươi cũng bay ra từ trong miệng của trưởng môn, dọa cho sắc mặt của bốn người đại biến, nhanh chóng đứng dậy xông tới. Sau đó, cứ như vậy. Mặc dù trưởng môn không ngừng nói, không có việc gì, không có việc gì, vấn đề nhỏ, vấn đề nhỏ, nhưng máu tươi đã nhuộm đỏ áo bào mấy người nhìn thấy mà giật mình khẩn trương không thôi con đường tiếp theo đều là vong tình thượng nhân cưỡi mây giang lâm nhi giúp trưởng môn ổn định thương thế cũng may lúc ấy lý trường thọ ở ngay bên người trưởng môn tiên lực lưu lại trong cơ thể của đạo nhân giấy này còn có không ít lúc lý trường thọ nâng trưởng môn thừa dịp vong tình thượng nhân giang lâm nhi không quan sát rót tiên lực của bản thân vào trong người trưởng môn giúp trưởng môn ổn định khí tức và nguyên thần sau khi trở về độ tiên môn, vong tình thượng nhân mang theo mấy vị trưởng lão, dày vò nửa canh giờ, mới xác định trưởng môn cũng không đáng lo ngại. Một vị thái thượng trưởng lão thấp giọng nói, sự tình trưởng môn bị thương, không được nói ra ngoài, tránh gây cho các môn nhân đệ tử bối rối không cần thiết. Mấy người đáp ứng thì đáp ứng, lĩnh mệnh thì lĩnh mệnh. Bởi vì trưởng môn đã bế quan chữa thương, cũng không tiện thăm hỏi, bọn họ liền từng người trở về núi của mình thương thế của tiểu thụ linh lúc này đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, chỉ là bởi vì chân linh bị hao tổn, còn buồn ngủ nằm trong lòng bàn tay của giang lâm nhi đoán chừng còn phải tu dưỡng một thời gian. dọc theo con đường trở về ngũ bộ châu này, hữu cầm huyền nhã nghe lý trường thọ giảng đạo được lợi rất nhiều, thấu tình đạt lý, lúc này cũng tạm thời cáo biệt đối với lý trường thọ, trở về trong động phủ của chính mình và sư phụ tĩnh tâm thể ngộ tu hành, có thể nói là rất có động lực. theo quy củ cũ. Lý Trường Thọ cưỡi mây bay ở độ cao không cao không thấp, chạy về Tiểu Quỳnh Phong. Vừa nghĩ tới tình hình trưởng môn luyện thần thông, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng là dở khóc dở cười một hồi. Diệu pháp khiếu trung nhị khí của độ ách chân nhân, khó tu hành như vậy. Căn cứ theo quan sát của Lý Trường Thọ, dường như chính là luyện hóa một hơi khí tức tiên thiên, sau đó dùng phương thức cùng loại với thở phóng xuất ra. Hừ, hoặc là a chỉ là lúc khí tức tiên thiên tuôn ra, tự nhiên mà phát ra tiếng vang vậy nếu như luyện thành thần thông này kỳ thật có thể thay thế thành a à, hoặc là qua nhưng trước khi đấu pháp kêu thảm hoặc là sợ hãi thán phục phong cách thật là quá mức quỷ dị còn không bằng hừ a à, hừ a à vài tiếng sau đó mọi người quay quần ở bên cạnh đống lửa nhẹ nhàng nhảy múa hát một bài là ai đưa ngươi đến bên miệng ta lúc lý trường thọ trở về tiểu quỳnh phong theo lệ cũ dùng tiên thức liếc nhìn tiểu sư muội nhà mình đang làm cái gì cũng căn cứ vào hành vi của tiểu sư muội lựa chọn loại ban thưởng khác biệt lần này linh nga ngược lại là không có làm cho lý trường thọ thất vọng nàng đang ở một chỗ cạnh đầm nước phía sau núi cùng với tiểu sư thúc hùng linh lị cùng nhau cười đồ bắt bươm bướm lý trường thọ đứng ở trước đang phòng dùng tiên thức nhìn ra ngoài một hồi linh nga cười đồ tóc mây tán loạn quần áo của tiểu sư thúc lại có một chút lộn xộn Hùng Linh lị như là một đứa bé mấy trăm cân, vung vẩy tấm lưới khổng lồ rộng 10 mét vuông, vui vẻ đuổi theo hai người ở phía trước. Được rồi, lần này không phạt ngươi. Lý Trường Thọ lắc đầu, cổ đạo nhân giấy này trở về bên trong đan phòng, tĩnh tâm suy nghĩ phương pháp ứng đối với Kim Tiên Kiếp. Nhìn qua lần độ kiếp tập thể trước đây, Linh Nga đối với thái độ tu hành cũng có một chút chuyển biến, thời gian tu đạo tăng lên rất nhiều, mỗi lần chơi đùa cùng với tử cửu, Hùng Linh Lệ cũng đều sẽ khống chế ở bên trong hai canh giờ. Lý Trường Thọ cũng rất hài lòng với sự tiến bộ của Linh Nga Tối thiểu nhất, đồ vật hắn chuẩn bị độ kiếp từ lâu, sẽ không có vô dụng. Chuyện sư bá tạm thời cũng coi như xong. Lý Trường Thọ vẫn chưa suy nghĩ nhiều về việc này, hắn nhớ lại hết thảy những gì chính mình chứng kiến trong địa phủ, lấy ra mấy tấm vải vóc, cẩn thận viết một lần những địa phương mà chính mình cho rằng có thể nhặt được công đức. Vu tộc, ngu ngơ từ xưa. Bên trong vu tộc đương nhiên là có trí giả, nhưng nhìn chung họ không thông minh lắm. Điểm này, từ hai đại tổ vu cộng công và Trúc Dung, đều có thể bị người âm thầm châm ngòi đến liều mạng tranh đấu, cũng có thể xác minh được một chút. Vu tộc làm chủ sự u minh địa phủ, phong đô luân hồi, quản lý hỗn loạn một ít, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Lý trường thọ rõ ràng, chính mình bây giờ biết rất ít đối với địa phủ, hiểu rõ đối với u minh giới cũng có hạn. Tử đã từng nói, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng hiện tại lý trường thọ cũng không dám vọng động kết luận đối với địa phủ còn phải chờ đến lúc sau này chính mình cần mưu đồ công đức trước tiên đi đến địa phủ điều tra rõ ràng làm tốt các hạng công tác chuẩn bị lại hung hăng kiếm một khoản công đức không có cách nào công đức kim thân là một trong những thủ đoạn phòng hộ hữu hiệu lúc đối mặt với thánh nhân sinh tử không phải là việc nhỏ sinh mệnh chỉ có một lần kiếm công đức ở bên trong mưu đồ của lý trường thọ sẽ là một đoạn thời kỳ phấn đấu vì sự nghiệp sau này thứ công đức này tương đương với sự tán thành của thiên đạo nếu như không cân nhắc nhảy ra bên ngoài thiên địa công đức kia tự nhiên là càng nhiều càng tốt trước tiên làm một món đồ nhỏ lại làm công đức kim thân sau đó lại làm mấy món chí bảo công đức hậu thiên ách lý trường thọ đang tính toán sự tình địa phủ đột nhiên bật cười ở kiếp phàm nhân trước đây hắn phí hết tâm tư mưu cầu lợi lộc vì để cho cuộc sống của mình thư thái hơn một chút nhẹ nhõm hơn một chút kiếp tu hành này tuy có nhàn hạ hơn đường tiên lộng lẫy hơn thần thông nhiều hơn nhiều người thân hơn nhưng bản chất vẫn không thay đổi đại khái đây chính là thiên tính của sinh linh mà chính mình cũng vẫn chỉ là tục nhân người khác cười mình kém toàn diện mình cười người khác thi cốt lạnh ôi chao đây cũng được coi là một câu thơ chứ đại nghiệp thơ ca ngoài ý muốn lấy được đột phá mang tính then chốt. Sau khi về núi ba ngày, Giang Lâm Nhi dọn đến vong tình cư, lặng lẽ đi lên trên tiểu Quỳnh Phong, phát động một cuộc tập kích công lý đối với tử cửu đang câu cá ở bên hồ. Tràng diện nhất thời vô cùng hỗn loạn, tử cửu không cam lòng bị trấn áp ra sức phản kích, cuối cùng cùng nhau rơi xuống nước với Giang Lâm Nhi, khiến cho tiểu Linh Nga cùng với Hùng Linh Lị đứng ở xa xa quan chiến, cười thành một đoàn. Một lát sau, Tử cửu ôm tội ác vốn dĩ không che đậy không giấu được, ngồi ở trong bóng cây ríu rít mà khóc. Giang Lâm Nhi ở bên cạnh tâm tình đại sướng, chống nạnh cười to một hồi, sau đó liền gọi Linh Nga cùng với Hùng Linh Lị đến đây, muốn tuyên bố một kiện đại sự. Nhưng nhãn châu của Giang Lâm Nhi xoay động, đầu tiên là thở dài, nói, chuyện kia, tiểu cửu, về sau ta liền không náo loạn với ngươi. Tiểu cửu, người đang giả vờ khóc, sửng sốt, lau mắt một cách giả tạo, nói nhỏ, hừ, có quỷ mới tin ngài. Tiểu cửu, ngươi có biết không? Giang lâm nhi ngửa đầu nhìn lên bầu trời, tiếng nói có một chút mờ mịt thanh đạm, nói, nhiều năm như vậy, ta biết ngươi kỳ thật vẫn luôn có một chút quán trách đối với sự mạo phạm của ta trong đáy lòng. Nhưng đây là một loại phương thức bản sư thúc biểu đạt yêu thích đối với ngươi. Nhưng, sau này sẽ không còn. Linh Nga lập tức có một chút dự cảm không tốt, vội hỏi, sư tổ, ngài sao thế? Giang Lâm Nhi thở dài sâu kín, đột nhiên lại trở nên ủ rũ, trong miệng lẩm bẩm nói, sẽ không còn. Liền ngay cả nạn nhân tử cửu, lúc này cũng là không nhịn được nổi lên một chút hồ nghi, đứng dậy đi tới, nắm chặt áo gai đoạn sam, nhỏ giọng hỏi, sư thúc ngài không sao chứ? Hùng Linh Lị nhỏ giọng nói, có cảm giác loại tình cảnh này, như là bàn giao di chúc trong chuyện xưa. Phi Phi, linh nga đưa tay nhẹ nhàng đánh hùng linh lị một cái sẵn giọng sư thúc ngài chớ nói điềm xấu như vậy sư tổ sao có thể xảy ra chuyện lập tức tử cửu linh nga hùng linh lị vây quanh ở bên người giang lâm nhi không ngừng lo lắng hỏi giang lâm nhi rốt cuộc làm sao vậy người dân ở tiểu quỳnh phong thật thuần phát giang lâm nhi miếm môi một cái nhẹ giọng hỏi tiểu cửu chẳng lẽ ngươi không trách ta sao tử cửu trầm ngâm đôi chút nhỏ giọng nói Sư thúc ngài mặc dù luôn khi dễ người, nhưng cũng may ngài cũng là nữ tử, bình thường đùa giỡn với ta cũng không có gì, ta chỉ là không có cách nào phản kích cho nên trong đáy lòng có một chút buồn bực. Kỳ thật sư thúc ngài cũng rất tốt đối với ta. Trong hai mắt của Giang Lâm Nhi tràn đầy cảm động, ôm nhu hỏi, như vậy, có thể để cho sư thúc lây dính phúc khí của ngươi một lần cuối cùng không? Tử cửu cười khổ nói, sư thúc ngài, đừng như vậy, ta về sau vạn nhất muốn tìm đạo lữ, người ta để ý thì làm sao bây giờ? Sư thúc hiện tại chỉ có một cái tâm nguyện này, tiểu cửu. Vậy thì, ngài, ai? Tiểu cửu nhắm chặt hai mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta uống say ngủ rồi, chuyện gì cũng không biết. Được rồi. Giang Lâm Nhi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lau đi nước bọt trên khóe miệng, hai cánh tay nhỏ đã là chậm rãi dơ lên. Linh Nga ở bên cạnh không nhịn được đưa tay đỡ trán, coi như chính mình không có thấy cảnh này đại sư thúc thật sự bị tiểu sư tổ ăn đến gắt gao. Đúng vào lúc này. Khục. Ở bên cạnh truyền đến âm thanh ho nhẹ, Lý Trường Thọ cưỡi mây chậm rãi bay đến, ở phía xa liền cười nói, sư tổ, thương thế của thụ linh kia như thế nào? Giang Lâm Nhi dừng lại động tác, sau đó liền liếc mắt. Tiểu tử thối, làm hỏng đại sự của ta. Nhưng, Lý Trường Thọ đã xuất hiện, Giang Lâm Nhi chỉ có thể nâng lên hai cái tay đã vương đi ra, thuận thế vỗ vỗ bả vai của tử cửu. Chơi đùa thì chơi đùa, Giang Lâm Nhi cũng không thể để cho tử cửu thật sự ăn thịt thòi ở phương diện này, bị Lý Trường Thọ chiếm tiện nghi. Giang Lâm Nhi nắm bả vai của tử cửu, nghiêm túc và chân thành nói, về sau, dù sao phải làm sư nương của ngươi, cũng không thể tiếp tục cãi nhau ầm ĩ với ngươi như vậy. Đến, tiểu cửu à, gọi vài câu sư nương cho ta nghe. Tử cửu, nếu như không phải đánh không lại, hiện tại nàng khẳng định sẽ nhào tới. Chờ Lý Trường Thọ bay tới, Giang Lâm Nhi lấy ra một viên ngọc bội màu xanh nhạt trong ngực, mở ngọc bội ra, một người tí hon thân hình cao ba thước bước ra, có chút trục trè nhìn các nơi. Hai mắt của Linh Nga tỏa sáng, đây chẳng lẽ là sư. Xuyệt! Giang Lâm Nhi làm ra thủ thế im lặng, đây chỉ là một đầu thủ linh, không cần liên tưởng nhiều. Chuyện kia, hiện tại ta có mối quan hệ bền chặt với sư phụ của tử cửu, cũng không tiện luôn nuôi dưỡng nàng ở trong vong tình cư, trường thọ, Linh Nga, hôm nay bản sư tổ sẽ giao cho các ngươi một kiện đại sự. Nuôi dưỡng tốt tiểu thụ Linh này, để nàng sống nốt thọ nguyên còn lại, ta đã tra tại địa phủ, cũng chỉ có không đủ 10 năm. Lý trường thọ cùng với Linh Nga lộ ra sắc mặt trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Linh Nga thề son thề sắc nói, sư tổ ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho tiểu thụ Linh chịu một chút ủy khuất nào. Chuyện này. Giang Lâm Nhi cười nói, thụ linh chung quy là khác biệt cùng với nhân tộc chúng ta, nàng chỉ có linh trí đơn giản, đưa nàng đặt ở trên cây là được. Giang Lâm Nhi cẩn thận bàn giao vài câu, liền phó thác thụ linh cho Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga, sau đó liền cả người thoải mái cưỡi mây mà đi. Có thể là cảm thấy trong mấy người này, Linh Nga tương đối ôn nhu hơn một chút. Tiểu thụ linh ôm ngón tay của Linh Nga, ngồi quỳ chân ở trong lòng bàn tay của Linh Nga, nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt, không dám đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm này một vài gương mặt từ bên cạnh tràn vào tầm mắt của tiểu thụ linh hùng linh lị nhẹ nhàng tán thán nói qua biểu huynh người sao lại có thể nhỏ như vậy đây là linh lý trường thọ cười nói nói đúng ra nàng thật ra là không có thực thể tương tự như linh hồn tửu cửu cũng tò mò hỏi một câu thụ linh này có quan hệ với sư tổ các ngươi như thế nào sủng vật sao Lý Trường Thọ xấu hổ cười một tiếng, nói, cũng không phải là sủng vật, đây là chuyển thế thân một vị bạn tốt của sư tổ, đang chờ thụ linh hao hết thọ nguyên, lại cho nàng tiến vào luân hồi, đầu thai làm người một lần nữa. Tử cửu bừng tỉnh đại ngộ, đưa tay chọc chọc thân thể mềm mại của thụ linh. Thụ linh khẽ, nha, một tiếng, hai bàn tay nhỏ ôm ngón tay của linh nga càng chặt hơn. Hùng linh lị thấy thế, trong hai mắt sáng rỡ. Thụ linh thật đáng yêu lý trường thọ đang nghe truyện trên tv audio cv bình tĩnh cười một tiếng căng dặn các nàng vài câu nên trong năm thụ linh như thế nào liền phiêu nhiên mà đi không có quản nhiều làm cho lý trường thọ không thể dự liệu được chính là bình thường thụ linh đều là uống sương mai hấp linh khí mà thụ linh mới tới nhà bọn hắn này không có qua mấy ngày liền học được uống rượu ăn thịt heo lúc lý trường thọ gặp lại tiểu thụ linh này nàng đã mặc tiên váy nho nhỏ ngồi trên đầu vai hùng linh lị trên miệng nhỏ, có một chút hung tàn. Như thế, xuân đến hạ đi, thu dừng đông lùi. Tu hành trong núi, lại là bảy năm lơ đẳng lướt qua trên đầu ngón tay. Cơn sóng đổ kiếp bên trong độ tiên môn đã bắt đầu, dự tính sẽ còn kéo dài khoảng chừng 10 năm, Lý Trường Thọ tìm một cơ hội ra ngoài dạo chơi một vòng, không cẩn thận vượt qua thành tiên kiếp. Độ tiên môn biểu thị ăn mừng đối với chuyện này, mà cụ cụ trưởng môn gần đây bế quan dưỡng thương, còn bảo truyền công trưởng lão đưa nửa bộ sao vô vi kinh cho lý trường thọ chỉ tiếc bây giờ lý trường thọ vốn dĩ không dám nhìn nhiều lại nhìn trảm đạo cảnh cũng vô dụng thân phận của hắn cũng chính thức từ mầm tiên trong môn biến thành tiên nhân mới tấn thăng giấu ở bên trong môn nhân bình thường có số lượng càng nhiều hơn theo tứ hải loạn cục phương tây tính toán thiên đình quật khởi lý trường thọ tần ngụy trang môn nhân đệ tử bình thường độ tiên môn này phân lượng càng ngày càng nặng, tuyệt đối không thể tùy ý gỡ xuống. Trong suy tính của Lý Trường Thọ, phương Tây hẳn là lại đến thời điểm làm một đợt sự tình, một cái sự tình có tương quan mật thiết với hắn, đang lặng yên phát sinh. Tại Thiên Đình, trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Thanh niên áo trắng chống một tay trên trên bàn bạch ngọc, nâng cầm lên, có một chút nhàm chán sờ mó mấy viên bảo châu cấp linh bảo tiên thiên. Thiên hạ đa sự, Thiên Đình vô sự. Chăm lo quản lý, không thần để trị sơ khảo cuộc đời của thiên đế đương thời hết lòng muốn làm thiên đế được sinh linh vạn giới ngưỡng mộ nhưng xung quanh có sáu ngọn núi lớn sừng sững làm cho ánh sáng thần thánh của y không thể tỏa sáng trong và ngoài thiên địa tục ngũ nói không bột đố gột nên hồ hoàn cảnh hiện tại đã hoàn toàn làm khó vị thiên đế không có việc gì để làm này thiên đình này đúng là đã nhàn rỗi đến mức nhàm chán khởi bẩm bệ hạ đông một công cầu kiến ở ngoài điện thình lình nghe ngoài điện có người thượng tấu thanh niên áo trắng lập tức ngồi thẳng thân thể thu hồi bảo châu khẽ hắn giọng cầm lấy tấu biểu bên cạnh mở ra nhìn văn tự đã sắp thuộc lầu ở bên trong cho vào ngoài điện đông một công cúi đầu đi trên từng bậc thang bạch ngọc ngẩng đầu nhìn một chút tình hình trên đài cao trong mắt tràn đầy vui mừng ngọc đế bệ hạ thật sự cần cù lão thần bái kiến bệ hạ một công không cần đa lễ thanh niên áo trắng lộ ra mấy phần mỉm cười bình tĩnh nho nhã ánh mắt chậm rãi dịch chuyển từ tấu biểu hỏi một công có vẻ rất vội vàng hẳn là có việc quan trọng đông một công lấy ra một phần tấu biểu cung kính nói nhiệm vụ mà bệ hạ giao trước đó thời tiết biến đổi của đông nam bộ nam thiện bộ châu trong vòng trăm năm lão thần đã làm xong năm được mùa chiếm ba thành bình thường chiếm sáu thành thiên tai chiếm nửa thành còn có nửa thành trống trình lên vâng đông một công đi về phía trước hai bước dùng tiên lực nâng tấu biểu lên đưa đến trước mặt ngọc đế thanh niên áo trắng nhìn kỹ một hồi rất nhanh liền gật gật đầu cười nói một công làm việc ta tất nhiên là yên tâm nói xong thanh niên áo trắng để tấu biểu này ở một bên lại không nhịn được đưa tay ngáp một cái đông một công vội nói bệ hạ ngài vào ngày bình thường cũng nên nghỉ ngơi nhiều cũng không thể quá mức mệt nhọc thiên đình còn phải dựa vào ngày chống đỡ thanh niên áo trắng kia cười cười nhẹ nhàng chuyển hướng đề tài một công gần đây tứ hải có an ổn hay không sự tình long tộc vẫn như cũ chưa ngừng đông một công trầm giọng nói sinh linh tứ hải tử thương không đếm được quán khí của sinh linh đã hóa thành mây xám ở dưới tầng trời thứ ba đã quấy rầy một ít thiên nhân long tộc trung chuyển như vậy tứ hải từ đầu đến cuối khó có thể bình an chung quy là một mối tai họa ngầm thanh niên áo trắng mặc lộ vẻ suy tư sau đó liền nhẹ giọng thở dài đây cũng là sự tình lúc này ta không có cách nào quản thúc ở phía sau sự tình long cung có thánh nhân tính toán chỉ có thể như lời nói của trường canh ái khanh thận trọng từng bước thuận thế mà làm bệ hạ anh danh thanh niên áo trắng kia thả tấu biểu trong tay ra cười nói một công ý chỉ chính thần của trường canh ái khanh hiện tại đã ngưng như thế nào đông một công vội nói lão thần vừa đi xem qua vào ba ngày trước ấn theo ý tứ của bệ hạ ngài đã là lần thứ ba tăng thêm lực lượng công đức, cũng đồng thời tạm dừng ngưng tụ hai đạo ý chỉ khác, chuyện này, lại cần ba năm, đạo ý chỉ này hẳn là sẽ ngưng tụ xong. Ba năm Trong đáy mắt của Ngọc Đế mang theo một chút bất đắc dĩ, than khẽ, ta còn phải đợi ba năm, mới có thể để cho trường canh ái khanh nhập thiên đình giải buồn, ừm, bày mưu tính kế. Đông một công nháy mắt mấy cái, cảm giác vừa rồi giống như là nghe được cái gì, nhưng lại không quá xác định. Bệ hạ nhếch miệng đúng không? Chắc mệt mỏi lắm miệng mới nhếch lên. Bệ hạ, hải thần đạo hữu cũng đang ngày đêm ngóng trong, có thể đến trước người bệ hạ cống hiến sức lực. Được rồi, một công ngươi đây là thu bao nhiêu chỗ tốt của trường canh ái khanh. Mỗi ngày đều nói những lời tốt đẹp như vậy. Ngọc Đế cười khẽ nói, trường canh ái khanh đối với thiên đình mà nói trọng yếu bao nhiêu, trong đáy lòng ta tự nhiên sẽ hiểu, ngươi nói lời tốt đẹp như vậy kỳ thật không phải dệt hoa trên gấm, mà là vẽ rắn thêm chân. Cái trán của đông một công lập tức thấm ra một chút mồ hôi lạnh, vội vàng cúi đầu cúi người hành lễ, hô to, thần biết tội. Hắn đột nhiên nhớ tới, ở trong hai, ba mươi năm gần đây, hải thần xác thực đã từng nhắc nhở hắn, không cần lại nói ngọt ở trước mặt bệ hạ. Hải thần thậm chí ngay cả chuyện này cũng có thể tính trước. Đông một công bất đắc dĩ một hồi trong đáy lòng, đồng dạng là chính thần thiên đình, hắn thật sự có một chút xấu hổ. Cũng may, Ngọc Đế Bệ Hạ chỉ là cười nhẹ nhắc nhở một câu, liền bảo đông một công lui ra, cũng không nhiều lời. Trường Canh Thanh niên áo trắng lầm bầm trong miệng, lấy một tấm vải vóc có hoa văn vàng, viết hai chữ này ở phía trên, lại viết xuống mấy từ khác ở bên cạnh. Nhân, Vu, Long, Thái Thanh Vị ái khanh này, thật đúng là càng ngày càng nhìn không thấu, rốt cuộc là người thế nào? Thanh niên áo trắng lẩm bẩm, quơ quơ tấm vải trong lòng bàn tay, chữ viết trên đó biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn đứng dậy, kết thúc giờ làm việc hành chính tại lăng tiêu bảo điện, không cần thị vệ, không mang theo thị nữ, lẻ loi một mình, dẫm lên một đám mây màu vàng, đi ở trên đường mây chuyên dụng, hướng về một tòa tiên đảo trong thiên đình. Nơi đó là giao trì thiên cung, khác biệt với giao trì cung Luân Sơn. Cái trước là phủ đệ thần vị được lực lượng thiên đạo bảo vệ, cái sau cùng loại với nơi nghỉ phép. Nhưng chỉ đi vào trong chốc lát, thanh niên áo trắng liền mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bay ra sư muội lại bế quan chỉ ném một cổ hóa thân ở bên ngoài hắn cũng không thể trò chuyện quá nhiều với hóa thân của sư muội thật sự cho rằng ngọc đế hắn thực nhàm chán sao nói đùa cái gì hạo thiên hắn thế nhưng lạc ngọc hoàng chí tôn vô thượng coi như là nhàm chán đó cũng sẽ là nhàm chán cấp độ cao nhất một chữ thực làm sao có thể thể hiện tâm cảnh của hắn lúc này hắn cực kỳ nhàm chán Trở về Ngọc Hoàng điện của chính mình, Ngọc Đế áo trắng phong bế cửa điện, để mấy vị thiên tướng trấn thủ bên ngoài, nếu có tiên thần thiên đình cầu kiến hoặc là thiên đình xuất hiện gió thổi cỏ lay gì, liền lập tức gõ chung vàng ngoài điện. Thế là, Ngọc Đế áo trắng trở về bên trong tẩm cung của mình, ngồi ngay ngắn trên giường êm do kim ngọc ngưng tụ thành, lẳng lặng chờ đợi sự tình phát sinh. Mấy ngày sau, thiên đình không có gió thổi, không có cỏ lay. Ai? Ngọc Đế khẽ lắc đầu rồi nằm nghiêng, như ngủ thiếp đi cùng lúc đó ở một góc thiên đình nào đó một thiên tướng trẻ tuổi mở hai mắt ra ở bên trong phủ đệ của mình khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười trong đáy lòng nói thầm một tiếng trái phải vô sự không bằng đi tìm trường canh ái khanh tại phàm trần dạo chơi hắn vừa vặn cũng biết cổ hóa thân này của ta tiếp đó vị thiên tướng trẻ tuổi này đứng dậy cầm ngân thương mặc một thân chiến giáp ngân quan lóng lánh ngẫm nghĩ lại đổi lại thành mặt trường bào cưỡi mây bay ra phủ đệ đi về hướng Nam Thiên Môn. Trên đường đi, có thiên binh tuần tra thấy hắn, đều là cúi đầu hành lễ, xưng hô một tiếng, tướng quân. Đến Nam Thiên Môn, thiên tướng thủ vệ nơi đây thì sẽ quen thuộc hô lên. Hoa đại ca, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ừ, ra ngoài làm chút việc riêng. Hóa Thân Ngọc Đế đáp ứng một tiếng, chuẩn bị xông ra ngoài, mấy vị thiên tướng kia biến sắc, vội vàng đi về phía trước ngăn cản. Hoa đại ca, Hoa đại ca ngươi có ngọc điệp xuất hành không chớ có làm khó các huynh đệ gần đây phía trên kiểm tra chặt chẽ thiên tướng không có việc gì là không thể ra ngoài đúng đấy hoa đại ca hãy thông cảm cho các huynh đệ trước đó cũng không biết là kẻ đáng chém ngàn đao nào báo loại sự tình này lên mấy huynh đệ vì thế mà bị giáng chức hóa thân ngọc đế lập tức cười đến hiếp cả mắt nhẹ nhàng gật đầu lấy ra một tấm lệnh bài suýt nữa quên đã lấy được lệnh xuất hành ở thông minh điện lập tức mấy vị thiên tướng liền xác định lệnh bài thật giả rất nhanh liền nhận lỗi vài câu thả cho y đi ra khỏi nam thiên môn hóa thân ngọc đế âm thầm gật đầu mấy vị thiên tướng này cũng coi như đã tận chức trách sau này sẽ cho thêm một chút bổng lộc từng người vừa rồi mở miệng không kiên nể kia trở về tùy tiện mượn cớ trừ mấy trăm năm công đức của hắn là được cổ hóa thân này của y công dụng vốn là như vậy rời khỏi nam thiên môn đi đến ven biển nam hải Nụ cười trên khóe miệng của vị bệ hạ uy nghiêm này càng thêm thoải mái dễ chịu, khí tất cả người cũng đều trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Y ngụy trang cảnh giới hóa thân tại cảnh giới thiên tiên đỉnh phong, ở trong hồng hoang không được tính là cao thủ, nhưng cũng sẽ không tùy tiện có người nhảy ra quấy rối. Không bao lâu, Y đã đến trên không an thủy thành. Y vốn là muốn bay thẳng vào bên trong miếu hải thần, nhưng vị bệ hạ này nhìn thấy đường phố an thủy thành phồn hoa, cũng liền thu liễm khí tức, che giấu hành tung, đáp xuống một góc thành. Một lát sau, hóa thân Ngọc Đế bước ra khỏi một con hẻm, bề ngoài anh Tuấn, thân hình thẳng tắp, cùng với áo dài trên người tản ra tiên quan nhàn nhạt kia, lập tức hấp dẫn đến không ít ánh nhìn chăm chú của phàm nhân. Y cười tươi rói bước đi trên phố. Nghe thanh âm gào to của những người buôn bán xung quanh, cảm nhận trọc khí tràn đầy ở nơi đây, tai khẽ động, liền nghe được một người vợ đang quở trách chồng của mình, cũng là có một chút cảm giác đồng cảm. Khục, nhân gian cũng có một chút thú vị. Đi dạo hơn phân nửa con phố, Ngọc Đế liền đến khu kiến trúc nổi danh nhất bên trong An Thủy Thành, Đại Miếu Hải Thần. Y dạo quanh hai dãy sạp hàng trước miếu, cũng không có mua hương, ngược lại là mua một chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy trong tay, có một chút hăng hái bước vào bên trong miếu hải thần. Nhưng mà, vừa đi mấy bước, trước mắt liền có thêm hai gã tráng hán cao lớn. Phu nhân Kích thước này, khí thế kia, cũng coi như to lớn mạnh mẽ, nếu như thực lực mạnh hơn chút, đến thiên đình làm quan ngự giá cũng không tệ. Ngọc Đế cười nói, hai vị, làm sao vậy? Vị bằng hữu này, hữu lễ. Hai vị thần sứ hải thần giáo ôm quyền hành lễ, bắp thịt cả người cơ hồ xé rách áo lụa trên người. Thần sứ bên trái nói, quy củ trong miếu, muốn vào cửa, trước mua hương, nếu như ngài không muốn mua, cũng có thể lấy hương ở bên phải mà không cần tiền nhưng nếu như ngài đi tay không hải thần chỉ sợ sẽ không vui ồ ngọc đế âm thầm gật đầu nhưng bệnh nghề nghiệp của cổ hóa thân này lại nổi lên tiếp tục hỏi nếu như ta không cầm hương mà xông vào các ngươi sẽ xử lý như thế nào hai vị thần sứ này quay mặt nhìn nhau hoàn thành giao tiếp bằng mắt có phải trưởng thôn sắp xếp đến để kiểm tra chúng ta không chắc thế đây là ở phía trên sắp xếp này một thần sứ đột nhiên hô to một tiếng khiến cho hóa thân ngọc đế đều hoảng sợ suýt nữa ra tay làm những khách hành hương bên trong miếu hải thần kia chấn động tinh thần hóa thân ngọc đế không rõ ràng cho lắm quanh người y đã có một đám khách hành hương vây quanh nam nữ già trẻ đều có ngay ở trước cổng chính miếu hải thần chặn đường đi trong nháy mắt không chỉ là bên ngoài bên trong cũng có một số lớn nam nữ già trẻ tụ tới một đám tràng đầy mong đợi nhìn hai vị thần sứ đại nhân này tới lúc rồi sao thật là chờ mong đã hai ngày không có nghe thần sứ đại nhân mở miệng nói bên cạnh có mấy người coi miếu bưng đàn tiêu trống nhỏ vội vàng mà đến lại có một người gào to một tiếng xem pháp bảo này hóa thân ngọc đế hết sức chăm chú tùy thời chuẩn bị ra tay ứng đối lại thấy cái gọi là pháp bảo kia đúng là mấy ván tre bị người ném ra rơi vào trong tay hai vị thần sứ trước mặt này ván tre đập thình thịch tiếng nhạc hô ứng bên cạnh xung quanh lập tức vang lên một hồi tiếng vỗ tay và tiếng khen vị đồng hương này hãy đứng yên, chỉ là nói chuyện đừng hoảng sợ. Hải thần không phải tùy tiện gọi, thần linh che chở đồng hương ta. Trên trời có thiên đế anh minh, hải thần là binh dưới trướng. Thiên đế hạ chỉ hộ phàm trần, hải thần trong biển bận biểu trừ yêu. Phía tây giết trăng biển, phía nam làm thịt hải mãn. Phía bắc chém một đám tôm, phía đông lại trảm cá chép vương. Ở bên trong âm thanh tiết tấu gõ nhạc, một đoạn hải thần tán cỡ trong miệng hai vị thần sứ, ngươi một câu ta một câu xông ra hai người đọc ráp rõ ràng hợp tác ăn ý phối hợp khéo léo chuyện này ở bên trong hải thần giáo là một hình thức biểu diễn rất phổ biến mà hóa thân ngọc đế bệ hạ từ lúc mờ mịt ban đầu đến sững sờ sau đó lại đến buồn cười về sau không khỏi bật cười thậm chí hóa thân ngọc đế ngay cả một lão giả tóc trắng xóa mặt mũi hiền lành đã tới phía ngoài đoàn người cũng chưa hề phát giác ra lần này lý trường thọ đã thật sự chạy tới hắn vốn dĩ đang phát họa đại khái bản thiết kế địa phủ trong mật thất dưới đất của chính mình đột nhiên có một chút tâm huyết dân trào liền bấm ngón tay suy tính vừa mới suy tính lập tức phát giác ra là có khách quý lâm môn thần niệm lập tức đi đến tòa chủ miếu này cũng vừa vặn nhìn thấy hóa thân ngọc đế bị hai vị thần sứ nhà mình ngăn lại muốn ngọc đế cầm hương tới bái vị hải thần hắn này chuyện này Cần bao nhiêu cái mạng mới dám làm việc này. Nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn là, Ngọc Đế dường như cũng không tức giận, chỉ sững sờ trong chốc lát, liền có một chút hăng hái nhìn hội diễn văn nghệ của Hải Thần giáo. Lý Trường Thọ âm thầm cảm thấy may mắn. Cũng may, hơn 10 năm trước chính mình liền đổi mới những nội dung truyền giáo ca này, đều tăng thêm một câu Hải Thần phụng ý chỉ thiên đế hạ phàm. Ngày hôm nay ngược lại là thật sự có tác dụng. Sau khi hát xong một bài xung quanh đã là vây chật như nêm cối, mà Lý Trường Thọ trốn ở bên ngoài đám người, thừa dịp không có chuyện gì làm, truyền âm đối với hai vị thần sứ kia. Tinh thần của hai vị thần sứ chấn động, lập tức cao giọng hô. Hôm nay liền hát đến đây. Mọi người hãy giải tán đi. Mời vị đại gia này vào bên trong, lần này chúng ta phá lệ, ngài không cần cầm hương cũng có thể vào. Ồ, hóa thân ngọc đế hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, quy củ chính là quy củ, không quy củ khó thành phương viên làm sao có thể tùy tiện phá vỡ hương này ngày hôm nay hoa nhật thiên ta còn quyết định được hóa thân lý trường thọ trốn ở bên ngoài đám người nghe vậy hai chân mềm nhũng suýt nửa ngã sấp trên mặt đất hoa thiên nhật thiên bệ hạ cớ gì khục đứng đắn một chút nhật thiên chính là chữ hạo hồng hoang cũng không có nhiều nghĩa bóng như vậy vấn đề là ngọc đế bệ hạ là như thế nào còn tuân theo quy củ miếu hải thần. Chỉ thấy hóa thân Ngọc Đế, thật sự đi đến trước quầy hàng, lấy một thanh hương dài, tâm niệm của Lý Trường Thọ nhanh chóng xoay chuyển, lập tức đưa ra quyết định. Việc này cũng không khó giải quyết. Khi đám đông dần giải tán, hóa thân Ngọc Đế tay trái cầm hương, tay phải bưng quạt xếp, ở dưới sự chú mục của hai vị thần sứ, phiêu nhiên đi vào với bộ dáng tự đắc. Vào giờ phút này, Lý Trường Thọ nhạy bén bắt được một từ mấu chốt ở trên người Ngọc Đế, quy củ. Ngọc Đế đi hai bước, liền gặp được đạo nhân giấy lão thần tiên Lý Trường Thọ, không khỏi cười hai tiếng, chắp tay hành lễ đối với Lý Trường Thọ, nói: "Mạc tướng phụng mệnh, đến đây thăm." Hai chữ Mạc tướng, liền biểu lộ cổ hóa thân ngọc đế này, không muốn để người bên cạnh biết. Lý Trường Thọ vốn là phải vái chào hành lễ nghe vậy, lập tức dừng động tác lại, sửa thành khẽ không người, đánh phất trần trong tay xuống, nói: "Tướng quân đã đi đường vất vả rồi, xin mời đi theo ta lập tức lý trường thọ dùng tay làm dấu mời hóa thân ngọc đế mỉm cười gật đầu đi theo bên người lý trường thọ vòng qua chủ điện đi về phía hậu điện lúc đi ngang qua một chỗ ngóc ngách bên ngoài chủ điện ngọc đế nhìn một cái về hướng chủ điện miếu hải thần thấy được hai tòa tượng thần lớn nhỏ kia cũng như các cây cột chạm khắc rồng và vàng đứng ở bên trái và bên phải tượng thần cùng với tranh vẽ trên tường nội dung có thể nói là khá phong phú Hóa thân Ngọc Đế thuận miệng hỏi, ái, trường canh, tại sao lại sử dụng bức tường trắng làm nền cho tượng thần? Không vẽ một chút bức họa, hoặc là treo một chút màn lụa. Lý trường thọ cười truyền âm nói, tiểu thần nhận được long ân của bệ hạ, được sắc phong chính thần, tất nhiên là muốn lưu lại chủ vị trong thần miếu, sau này dùng để đặt tượng thần của bệ hạ, biểu thị phụ thuộc thiên đình. Hóa thân Ngọc Đế nhíu lông mày lại, hơi gật đầu, truyền âm nói, trường canh ái khanh có lòng. Lý Trường Thọ nói, đây là chuyện hợp với thiên quy. Bệ hạ, xin mời đến hậu đường nghỉ ngơi. Ngài đột nhiên giá lâm nơi đây, tiểu thần bản lĩnh thấp, thật sự không phát hiện ra được, cũng chưa kịp chuẩn bị gì. Ta chỉ là đột nhiên nổi hứng, tùy ý đi lại, ngươi không cần khẩn trương. Ngọc Đế cười nhẹ đáp lời, cầm hương trong tay nói, vậy vật này. Bệ hạ chớ có treo chọc tiểu thần. Lý Trường Thọ lập tức cười khổ một phen, trừ thiên đạo và lão gia trong tử tiêu cung, ai còn có thể chịu được một nén hương của bệ hạ. Bệ hạ, chuyện kia, lúc tiểu thần định quy củ cho miếu hải thần năm đó, chỉ là cầm hương đi vào, mà không phải là đi vào dân hương. Ha 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 ha. Hóa thân ngọc đế không khỏi cười to, vốn định ra khảo đề cho ngươi, ngươi lại là tùy tiện đáp như vậy, không thú vị, rất không thú vị. Trong tiếng cười, ngọc đế đưa cây hương này cho Lý Trường Thọ, lý trường thọ do dự trong một cái chớp mắt vẫn là cầm lấy ngày hôm nay không có người ngoài không cần quá mức câu nệ hóa thân ngọc đế vỗ vỗ cánh tay của lý trường thọ đi dẫn ta đi dạo chơi miếu hải thần của ngươi lý trường thọ đáp ứng trong đáy lòng không khỏi bắt đầu suy tư ngọc đế bệ hạ tới nơi đây rốt cuộc là cần làm chuyện gì phải ổn một chút coi như ngọc đế bệ hạ đến là để vấn trách chính mình làm việc bất lợi cứ cẩn thận ứng đối là được nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lý Trường Thọ hắn tiến hành mưu tính sự tình Long tộc nhập thiên, hiệu quả cho tới bây giờ cũng đều coi như không tệ. Nếu như vậy còn bị hỏi tội, vậy thì hắn dứt khoát cũng không cần nhất định phải đi lên Thiên Đình làm, lão thần tiên hòa ái dễ gần, cái gì, trực tiếp lấy việc trà trộn vào động xuất cung làm mục tiêu là được rồi. Làm thần tiên cũng phải có lương tâm. Cửu sư thúc quả thực chính là truyền kỳ của lương tâm giới. Ách, chuyện này chỉ là chính mình giả thiết xem bộ dạng này của Ngọc Đế, đại khái cũng không phải là đến hỏi tội. Sau đó hẳn là Ngọc Đế sẽ mở miệng động viên đốc xúc hắn vài câu, nói với hắn, ta vẫn luôn đang nhìn ngươi. Lý Trường Thọ mang theo hóa thân Ngọc Đế, đi dạo nửa vòng ở trong hậu viện miếu hải thần, lại tại tiền điện nhìn khách hành hương nối liền không dứt mấy lần, lúc này mới đi vào trong hậu đường ngồi ngay ngắn. Lúc vào hậu đường miếu hải thần, khách nhân có tu vi cao thâm một chút, ngay lập tức đều sẽ chú ý bức tranh sơn thủy, Ngọc đế cũng không ngoại lệ. Trường canh, bức họa này là Vân Tiêu tiên tử tặng cho. Lý Trường Thọ cười nói, tiểu thần cũng không biết nên cúng vật này tại nơi nào, liền treo ở nơi đây. Chật, bút tích thực của Thông Thiên sư huynh, quả nhiên là bảo vật khó tìm. Hai mắt của Hóa Thân Ngọc đế tỏa ánh sáng một hồi, Lý Trường Thọ ở bên cạnh mỉm cười đứng yên cũng không tiếp lời. Nếu đổi lại thành không phải bút tích của thánh nhân, dù giá trị lại cao hơn như vậy Lý Trường Thọ cũng sẽ không chút do dự, trực tiếp hiến cho Ngọc Đế. Nhưng đây là bút tích của Thánh Nhân, Vân Tiêu Tiên Tử tặng cho, nhân quả chuyển tặng quả thực quá lớn. Hóa thân Ngọc Đế nhìn hóa thân đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, vẽ tán thưởng trong mắt càng nhiều thêm mấy phần. Trường Canh à, quan hệ của ngươi thật sự rộng. Trong truyền thuyết, Tam Tiêu Tiên Tử Thần Thông Quảng Đại, bản lĩnh cao cường, nhất là hỗn nguyên kim đấu của Vân Tiêu, có thể xưng là hung binh bảo sát chuyện này tiểu thần cũng không phải hiểu rõ rất nhiều chỉ là bởi vì một ít việc nhỏ với tam tiêu tiền bối mà có một chút gặp nhau lý trường thọ cười chuyển dời chủ đề bệ hạ xin mời ngồi nói xong lý trường thọ lập tức lấy ghế chủ vị của mình đi đổi thành một cái ghế ngọc ngọc đế cũng không nói thêm cái gì rất tự nhiên ngồi xuống trường canh cũng ngồi đi ta vốn là khách như thế này có một chút khách đoạt chủ lý trường thọ mỉm cười gật đầu cũng không già mồm, trực tiếp ngồi ở bên cạnh. Mặc dù về sau sẽ hiệu mệnh cho Ngọc Đế, có quan hệ quân thần, nhưng cũng không cần khúng núng, thần tiên cũng phải có khí khái thần tiên, huống chi, sau lưng mình chính là hai vị đại lão nhân giáo. Ở trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, Ngọc Đế cũng là chính thần do thiên đạo sở phong, phụ trách thống lĩnh chính thần chư thiên mà thôi. Hai người trước sau ngồi xuống, thoáng có một chút tẻ ngắt. Lý Trường Thọ mặc dù đoán không ra Ngọc Đế tới làm cái gì, nhưng cũng không thể làm cho không khí trở nên xấu hổ rất nhanh liền chủ động mở miệng báo cáo bố trí có quan hệ đến long tộc chính mình làm ra cùng với phiền phức và gian nan khổ cực trước mắt phải đối mặt hóa thân ngọc đế cẩn thận nghe nửa canh giờ thình lình phát hiện ra sự tình còn muốn phức tạp hơn rất nhiều so với hắn suy nghĩ ngọc đế thở dài chưa từng nghĩ trường canh ngươi phải tính kế nhiều việc lớn việc nhỏ như vậy ta nguyên bản ta còn tưởng rằng là tùy cơ ứng biến Lý Trường Thọ cười nói, kỳ thật, đây chính là tùy cơ ứng biến. Chỉ là, chúng ta trước tiên làm tốt hết thể chuẩn bị, đợi đối phương ra chiêu, tự nhiên có thể gặp chiêu phá chiêu. Lời nói của Trường Canh thật là có lý. Ngọc Đế nghiêm mặt nói, tâm lực của một người vẫn là có hạn, thật sự vô cùng không dễ, dù việc này cuối cùng không thể thành công, cũng sẽ ghi cho Trường Canh ngươi một phần đại công. Lý Trường Thọ nói, nếu như chuyện không thành, thì phải chịu tội, nào dám lĩnh công bệ hạ cứ yên tâm thiên mệnh tại thiên đình ở trên người ngài tiểu thần chỉ là thuận thế mà làm thiện có trường canh ngươi mưu đồ việc này ta cũng an tâm lời cảm khái của ngọc đế ngược lại là tùy tâm mà phát tiếp đó lại nói trường canh ý chỉ chính thần của ngươi lại có ba năm nữa liền sẽ hạ xuống ta đã phong ngươi làm hải thần tứ hải kim chức nguyên soái đốc quân thiên đình đứng sau đông một công ngươi thấy thế nào lý trường thọ liền vội vàng đứng lên vái chào, tiểu thần chưa lập công lao, không dám nhận thưởng hậu như thế. Chính là bởi vì công lao của ngươi còn chưa hiện, cho nên chỉ có thể cho ngươi thần vị và chức quan như vậy. Ngọc Đế cười nói, thần vị thiên đạo tổng cộng chia làm sáu giai, đây chỉ là tứ giai. Đợi sự tình long tộc nhập thiên thành công, ngươi liền có thể trực tiếp ngang hàng với một công, thần vị nhị giai, như thế mới có thể phục chúng. Lúc này Lý Trường Thọ mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Ôi chao, Nguyên soái đốc quân cũng không phải là cái gì Đại quan, dọa cho hắn nhảy một cái Cho hắn vị trí càng cao Về sau chuyện muốn mưu đồ cũng càng nhiều Hắn mặc dù không lười Nhưng cũng không phải là người tham công tiếc việc Không có việc gì cũng sẽ không tìm việc Cho chính mình để hoạt động Bệ hạ, tiểu thần cả gan Có thể xin ngài nói một chút Về thần vị thiên đình này hay không Lý trường thọ lộ ra sắc mặt ngưng trọng Thần cũng có thể chuẩn bị tốt cho sau này Tránh việc va chạm với vị nào Ha ha ha. Ngọc Đế cũng cười nói, trường canh ngươi thật đúng là cẩn thận chặt chẽ. Cũng được, ngày hôm nay trong lúc rảnh rỗi, ta sẽ nói một chút về thần vị thiên đình cho ngươi. Lập tức, Ngọc Đế đích thân làm phát ngôn viên, giải thích cặn kẽ về hệ thống thần vị có hơn một nửa công sức của y này. Phương thức Ngọc Đế phân chia thần vị thiên đình, thoáng có một chút, đơn giản. Thần vị và chức quan có một chút khác biệt, thần vị có lục giai, đạo tổ tam thanh siêu nhiên ở bên ngoài thiên địa, không đưa vào trong đó. Nhất giai chính là Ngọc Đế, Vương Mẫu, Lão Quân. Nhị giai chính là Nam Tiên đứng đầu như Đông Một Công, tương đối điển hình còn có vị trí tứ ngự nắm giữ thực quyền, chỉ là lúc này vị trí tứ ngự đều là trống chỗ. Tam giai chính là Chân Quân, Thiên Vương, chủ thần vị các bộ cũng ở hàng ngũ này. Tứ giai dành cho các vị tinh quân, chính thần các bộ, phụ trách giám sát chu thiên vận chuyển duy trì thiên đạo ổn định. Nguyên soái được thiên đình sắc phong, lĩnh quân hơn 10 vạn cũng coi như được tính ở trong thần vị này. Ngũ giai, lục giai thì phức tạp hơn, chủ yếu là phụ thần của chính thần nhị giai, tam giai. Ngoài ra còn có tiên lại, tán tiên thiên đình, không có cấp bậc. Các bộ, chủ yếu đề cập đến 8 bộ lôi, hỏa, đấu, ôm, đậu, thái tuế, tài chờ. Tinh quân, phần lớn là chỉ 28 tinh tú Thần vị không có liên quan trực tiếp với thực lực, chỉ là đại biểu cho vị trí bên trong hệ thống thần vị Thiên Đình, quyết định đãi ngộ từng người có thể nhận được, cùng với ban thưởng Thiên đạo công đức nhiều ít. Lý Trường Thọ âm thầm tính toán trong đáy lòng, phát hiện ra lục giai thần vị Ngọc Đế phân chia này, kỳ thực có thể tỉ mỉ chia thành cửu giai, thập nhị giai. Nhưng, lúc Ngọc Đế giảng thuật bộ hệ thống này, trong lời nói biểu lộ ra cảm giác tự hào nhàn nhạt. Ừm, đây chính là hệ thống thần vị hoàng mỹ nhất không có sơ hở gì chính mình lên thiên thiên đình cất bước chính là thần vị tứ giai cũng là lý trường thọ không nghĩ tới chủ yếu vẫn là bởi vì hiện tại ở trong phần lớn chỗ trống chính thần thiên đình ngọc đế lại tiện tay ném ra chức vị cao lý trường thọ vừa đàm luận việc này cùng với ngọc đế vừa suy tư ở trong đáy lòng linh quang bỗng nhiên lóe lên phát hiện ra chỗ mấu chốt lúc này ngọc đế làm ra cấu tạo thần vị lục giai đối ứng với đông đảo thần vị hẳn chính là ở bên trong phong thần bản sau này muốn bổ khuyết những chỗ trống kia vậy nếu chính mình ảnh hưởng tới tư tưởng của ngọc đế lúc này tăng thêm giảm bớt điều chỉnh các loại thần vị chẳng lẽ không phải liền có thể trực tiếp ảnh hưởng đến đại kiếp phong thần trong đáy lòng lý trường thọ vừa toát ra ý nghĩ có một chút điên cuồng như vậy liền trực tiếp ấn chết ý tưởng này trong đáy lòng thuận tiện đào hố chôn chặt không quên giẫm mạnh hai phát không có việc gì tính toán tào lao cái gì Phong thần kia là lượng kiếp, sao có thể là sự tình một tiểu đệ tử độ tiên môn bình thường cảnh giới nguyên tiên có thể tham dự. Hàng huyên một hồi sự tình liên quan tới thần vị với Ngọc Đế, Lý Trường Thọ liền phát hiện ra. Hứng thú nói chuyện của Ngọc Đế dần dần dày lên. Lúc này ở bên ngoài chính là đèn hoa mới lên, Ngọc Đế cười nói, Trường Canh, ngươi và ta không bằng đi ra bên ngoài nhìn một chút xem. Thế tục này, ta cũng rất ít đến. Bệ hạ đã có hào hứng tiểu thần tự nhiên phụng bồi, có cần tiểu thần phái người an bài. Không cần, an bài cái gì. Ngọc đế khoát khoát tay, để nguyên bản mới thú vị. Lý trường thọ cười cười, đi theo bên người ngọc đế, rời hậu đường, đi về phía cửa sau miếu hải thần. Ngọc đế rốt cuộc là tới làm cái gì? Hẳn là có thâm ý khác, nhưng chính mình thăm dò mấy lần, vẫn luôn không rõ ràng cho lắm. Dù sao, tóm lại cũng không có khả năng là nhàn rỗi nhàm chán, đến tìm chính mình nói chuyện phím giải buồn. Vừa muốn đi ra ngoài, hóa thân ngọc đế hơi nhíu mày, nhìn về phía góc hậu viện nào đó. Nơi đó có một vệt bóng đen cấp tốc che giấu ở trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Trường canh, nơi này của ngươi dường như không quá yên ổn. Làm bệ hạ chê cười. Lý trường thọ truyền âm nói, có người đang ngó chừng miếu hải thần này của tiểu thần, chuyện như vậy không phải ngày một ngày hai, tiểu thần đã sớm thành thói quen. Ô. hóa thân ngọc đế cao mày truyền âm hỏi có cần nhân thủ tương trợ cảm ơn bệ hạ chiếu cố nơi đây cũng không có đại sự gì lý trường thọ cười nói tiểu thần ở chỗ này đều là hóa thân bọn hắn cũng chỉ vẫn luôn điều tra ngươi không nói ta còn suýt nữa quên hóa thân ngọc đế cười khẽ nói đi thôi sau khi đi ra khỏi cánh cửa này ngươi và ta liền chớ có truyền âm ta gọi ngươi là trường canh huynh ngươi gọi ta một tiếng nhật thiên huynh ngày hôm nay đi vào phàm trần dạo chơi một phen lý trường thọ bệ hạ ngài có thể đổi tên hay không hai chữ nhật thiên thật sự có một chút khó có thể mở miệng nhưng đây cũng là do ý nghĩ của chính mình quá phức tạp lý trường thọ theo lời mà đi trong miệng không ngừng gọi nhật thiên huynh nhật thiên huynh làm cho tâm tình của ngọc đế càng thư sướng cũng không biết phải chăng thật sự đúng dịp hay là nhà dột còn gặp mưa Lý Trường Thọ đang bồi tiếp Ngọc Đế tản bộ trên đường, nhìn một chút phong cảnh nhân gian, đi dạo một vòng chợ đêm nhân gian. Ngọc Đế dường như đều tràn đầy phấn khởi đối với mỗi sự kiện mỗi vật, nhất là đối với những vật nhỏ kẹo bọc đường, mứt quả, kẹo hồ lô này, biểu lộ ra hào hứng nồng hậu dày đặc, nhưng lại không đi nếm thử. Lý Trường Thọ tự nhiên chỉ là ở bên cạnh bồi đi chơi, bồi đi dạo, bồi nói chuyện phím, lặng lặng chờ một khắc Ngọc Đế mở miệng nói ra mục đích thật sự. Đúng vào lúc này, một tia âm thanh vo ve quen thuộc chui vào trong tai Lý Trường Thọ. Hóa thân Ngọc Đế đảo ánh mắt qua không trung, tiện tay vỗ tay áo, một vệt tiên quan màu vàng nhạt ở trong lòng bàn tay y biến mất không thấy gì nữa, một cái chớp mắt tiếp theo liền xuất hiện ở trong không trung, đâm thủng một con huyết mũi. Trường Canh, nơi này của ngươi thật sự không yên ổn, trong lòng ta vô cùng lo lắng. Lý Trường Thọ, cho ta một cái vé vào cửa động xuất cung, ta khẳng định sẽ rời đi qua ngay lập tức đùa thôi, đùa thôi. Ngọc đế bệ hạ, rốt cuộc là tới làm cái gì? Đưa mắt nhìn hóa thân ngọc đế cưỡi mây thăng thiên, trong đáy lòng lý trường thọ nổi lên một tầng lại một tầng nghi hoặc. Hai ngày nay, hắn đều bồi tiếp ngọc đế làm chuyện gì? Dạo phố, nói chuyện phím, nói chuyện trời đất, du lịch núi, chơi nước, dục ngựa lao nhanh. Hắn, tiểu đệ tử độ tiên môn cảnh giới nguyên tiên mới tấn thăng, quân sư của long tộc, hải thần Nam Hải nhân giáo tiểu pháp sư, bồi một nam nhân đi chơi hai ngày. Chuyện này, chẳng lẽ trước khi lên thiên đình nhận chức, khảo hạch cuối cùng của thiên đình đối với chính mình, chính là phải chăng có thể bồi ngọc đế du sơn ngoạn thủy. Đầu năm nay, hành vi khó hiểu thật sự nhiều lắm. Ba năm sau, Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, bắt đầu cẩn thận tính toán việc này. Đây là Ngọc Đế xuống, tuần tra, lần này, cho ra một cái tin tức duy nhất có giá trị ba năm sau ý chỉ liền sẽ hạ xuống chuyện này so với dự đoán của hắn còn muốn sớm hơn không ít trước đó không phải nói đạo ý chỉ khi cần một hai trăm năm mới có thể ngưng tụ thành hay sao chẳng lẽ thiên đạo đã mở thông đạo tăng tốc đao loát cho hắn an bài trước thời hạn tuy nhiên việc để thiên đình chính thức can thiệp vào sự tình long tộc vào lúc này cũng là một điểm tốt một kế hoạch nhỏ mà hắn đã lập từ mấy chục năm trước cũng có thể phát huy được tác dụng trước thời hạn lý trường thọ đợi một lúc con mũi vẫn luôn trốn ở nơi xa cẩn thận từng ly từng tí bay tới rơi vào đầu vai của lý trường thọ đại nhân vị hóa thân công đức kia vừa rồi là có một số việc có một số người không nên hỏi nhiều khi nào có thể biết ta sẽ cho ngươi biết lý trường thọ ấm giọng nói xong văn tịnh đạo nhân lập tức có đáp án văn tịnh đạo nhân trực tiếp nói là thuộc hạ lắm miệng đại nhân Long cung Tây Hải chuẩn bị phái đi 36 vị long tử long nữ, một nửa bái nhập đạo thừa Tam giáo, một nửa bái nhập 6 nhà đạo thừa Nhân giáo. Đây là tính toán của Tây Phương giáo, là đề nghị của Kim Thiền, Hung Linh không sai biệt lắm với thuộc hạ. Những long tử long nữ này sẽ bị phương Tây khống chế, tìm cơ hội chọc giận đạo thừa Tam giáo, từ đó làm long tộc rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân. Ừm. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nói, đã làm phiền ngươi đây là sự tình thuộc hạ có thể làm, thuộc hạ cáo lui. Huyết mũi hóa thành một tia mây mù huyết sắc, dần dần tiêu tán. Lý Trường Thọ lại bổ sung một luồng tam muội chân hỏa, triệt để đốt hết mây mù này, không để lại nửa điểm vết tích. Văn tịnh đạo nhân dường như đã thay đổi rất nhiều. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Bởi vì cái gọi là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, văn tịnh đạo nhân lúc này thế nhưng là ở trước mặt chính mình, bày ra những gì mà chính mình muốn nàng thể hiện hung linh hung ác như vậy lý trường thọ sẽ tuyệt đối không tin tưởng nàng được mình truyền lửa thành công liền biến thành hạng người lương thiện lại kiểm tra một hồi tại các nơi miếu hải thần cổ đạo nhân giấy này lặng yên trở về trong kho đạo nhân giấy dưới mặt đất ngồi xuống bên cạnh tương tư bảo thụ dưới chân linh sơn trong động mũi văn tịnh đạo nhân xếp bằng ở trên giường chậm rãi mở ra đôi mắt phượng hẹp dài kia trong đáy mắt mang theo vài phần nghi hoặc Vừa mới rồi nếu như nàng suy tính không sai, cổ hóa thân cơ hồ là hoàn toàn do công đức cấu thành kia, chính là đồng tử của đạo tổ, Hạo Thiên Ngọc Đế cùng thế hệ với thánh nhân. Ngọc Đế, Nhân Giáo, Hải Thần. Lúc lần thứ nhất tiếp xúc với Hải Thần Nam Hải, Hải Thần vẽ cho nàng những cái bánh kia, hiện nay đã là thiết thực hiện ra ở trước mặt nàng. Đại giáo tranh chấp, loạn cục khó khống, Văn Tịnh đạo nhân dần dần có một chút nhìn không hiểu cục diện bây giờ. Hừ. Bản nữ vương đại nhân trước hết đi theo ngươi lăn lộn một chút năm tháng, lại xem sự tình phía sau như thế nào. Nhưng, những lời tên gia hỏa này nói trước đây kia, cũng rất có đạo lý. Theo đuổi bản ngã. Ta, à, nhiều năm như vậy, rốt cuộc đang theo đuổi cái gì? Hai mắt của văn tịnh đạo nhân, dần dần trở nên trống rỗng và mê mang, nàng chậm rãi chuyển từ ngồi xếp bằng sang nằm nghiêng, rồi dần dần cuộn tròn lại. Động phủ này có một chút trống rãi, chỉ có một chút tiếng nước tí tách nhẹ nhàng vang lên cũng may lúc ấy lý trường thọ chỉ cầm ra mấy cái vấn đề nhỏ nếu như lấy ra ba câu hỏi lớn ta là ai ta đến từ đâu ta đang làm gì hậu quả khó mà lường được hóa thân ngọc đế rời khỏi an thủy thành thần thái cả người tràn đầy sức sống trong đáy lòng vô cùng thoải mái dễ chịu sự tình tuần tra phàm tục cùng với trường canh ái khanh lại thú vị như vậy ngọc đế cười khẽ vẫn chưa sốt ruột trở về thiên đình, mà là cưỡi mây đi về hướng đông bắc, dùng tiên thức nhìn chăm chú sinh hoạt của phàm nhân phía dưới. Cẩn thận suy nghĩ, mỗi câu mỗi lời nói của trường canh ái khanh, dường như cũng có thể vừa vặn đúng trọng tâm, lời nói không lộ sự sắc bén, nhưng lại làm cho người ta nhớ rất lâu, thật hay. Trường canh ái khanh luyện được cách đối nhân xử thế như vậy từ chỗ nào? Nếu như có thể, để cho tiên thần thiên đình đều học, kẻ làm ngọc đế như mình, chắc chắn sẽ không buồn tẻ lại không thú vị đoạn đường đi qua hồng trần này ngọc đế đột nhiên có cảm giác thấy được một con đường tu hành lúc này con đường này còn có một chút mơ hồ không có lộ ra dấu vết thật sự ngọc đế cũng chỉ là có điều cảm ngộ mà không có cách nào nắm chặt hồng trần thế tục hẳn là còn có cơ duyên của ta hóa thân ngọc đế nhíu mày nhưng không nghĩ nhiều cưỡi mây bay lên trời ngọc đế tự nhiên rõ ràng bản thân bị thiên đạo áp chế tuyệt đối không có cách nào bước vào cảnh giới thánh nhân mà chính mình lại có thiên đạo thủ hộ ở dưới thánh nhân không có ai có thể làm y tổn thương thay vì tốn tâm tư về việc tu hành không bằng toàn tâm toàn ý quản lý tam giới đoạn đường này hành tung mờ mịt mây mù tần tần bởi vì lúc hóa thân ngọc đế trở về thiên đình đã là đang ở giao giới đông thắng thần châu và nam thiện bộ châu cho nên đi đến đông thiên môn thuận tiện còn có thể khảo hạch thiên tướng thủ vệ ở Đông Thiên Môn. Vào thời điểm hóa thân Ngọc Đế bay đến phụ cận Đông Thiên Môn, không nhịn được nhẹ nhàng nhíu mày. Đường đường là ở bên ngoài Đông Thiên Môn Thiên Đình, làm sao? Lại có một người nằm. Ở trước Đông Thiên Môn, một thân ảnh nằm trên đường mây, như đang nằm ngáy o o, mấy vị thiên tướng thủ vệ cho mày, đám thiên binh kia cũng là nghiến răng nghiến lợi. Mà ở một nơi cách thiên môn không xa, mấy vị lão giả ngồi sổn phía sau đám mây trắng, lần lượt che mặt, hiển nhiên là không có mặt mũi nhìn người. Đạo sĩ trẻ tuổi nằm ở kia có tu vi cảnh giới thiên tiên, ở bên trong những lão giả trốn ở nơi xa kia, có một người là cao thủ cảnh giới kim tiên. Đây là chiến trận nào? Hóa thân ngọc đế nhíu mày bay về phía trước, đến trước đông thiên môn. Thanh niên thiên tiên nằm trên đất kia, còn mở mắt ra nhìn hóa thân ngọc đế một chút. Hoa đại ca, vừa trở về từ bên ngoài sao? Có thiên tướng đi về phía trước chào hỏi, miễn cưỡng cười cười không sai ra ngoài làm một chút việc riêng hóa thân ngọc đế hỏi đây là có chuyện gì này đừng nói nữa một thiên tướng thở dài tên gia hỏa ở bên ngoài này là một kẻ si tình bởi vì coi trọng một vị tiên tử bên trong giao trì thiên đình chúng ta liền nhất định phải tới gia nhập thiên đình mấy huynh đệ không cho hắn đi vào hắn liền nằm xuống ở chỗ này làm trò vô lại hóa thân ngọc đế cũng vui hẳn lên hắn coi trọng vị tiên tử nào một thiên tướng truyền âm nói là tiên tử cầm đèn cho vương mẫu nương nương trăm năm trước đây chỉ có vị tiên tử này ra vào đông thiên môn ngọc đế hơi gật đầu lại nói vì sao không đuổi hắn đi chuyện này một thiên tướng cười khổ nói vạn năm trước thông minh điện liền có lệnh truyền xuống nếu có người muốn nhập thiên đình làm binh tướng liền mang đối phương đến binh các thẩm vấn theo quy củ là phải thả hắn đi vào nhưng động cơ của hắn không chính đáng, lai lịch không rõ, tình huống như vậy, chúng ta cũng không nắm chắc được, không biết là nên đuổi hay là nên thả. Hóa thân Ngọc Đế ngẫm nghĩ, cười nói, việc này cũng không khó giải quyết, trước tiên có thể dẫn hắn đi binh các thẩm vấn, đưa hắn vào hàng ngũ thiên binh thiên tướng, sau đó hắn liền nhất định phải tuân thủ thiên quy thiên điều. Nếu dám mạo phạm tiên tử giao trì, trực tiếp dùng loạn xét đánh rơi tu vi, dán xuống phàm trần không phải là xong. Nghe lời ấy, Điện Trang nằm trên đất trung lên, mở mắt ra trừng mắt nhìn Hóa Thân Ngọc Đế. "Ngươi, ngươi sao lại ác độc như thế?" Mấy vị thiên tướng kia lại là hai mắt tỏa sáng, từng người cười cười đi đến, ấm giọng hỏi Điện Trang có muốn gia nhập Thiên Đình hay không. Hóa Thân Ngọc Đế thấy thế hơi lắc đầu, phiêu nhiên đi vào. "Lời vừa rồi kia, thế nhưng chỉ là để dọa người bên ngoài này mà thôi." Chỉ là một lòng ái mộ, đến đây cậy nhờ Thiên Đình, ở lì trước Đông Thiên Môn không đi cũng không thể đánh đuổi hắn đi. Thiên đình mặc dù thiếu binh thiếu tướng, nhưng cũng không thiếu đến mức như vậy, vừa nhìn liền biết chính là con cháu do thế lực hồng hoang nào đó luôn chiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Mấy vị thiên tướng vừa rồi ra cũng đều không có ra thân phận của hắn, liền trực tiếp thả hắn đi vào. Hừ, trừ mỗi người các 300 năm bổng lộc công đức. Tại tiểu Quỳnh Phong, trong mật thất dưới đất. Ba năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn lý trường thọ nói thầm một câu tìm kiếm một hồi trong bảo nang tại cổ tay áo lấy ra một chồng vải vóc trước đó tiểu quỳnh phong tương đối nghèo khổ có một chút tài nguyên cũng đều đầu nhập vào trên tu hành và ác chủ bài cho nên nhiều khi đều là dùng da thú tương đối rẻ thẻ tre để ghi chú hiện tại tiểu quỳnh phong cũng coi như miễn cưỡng ở trình độ khá giả trong hồng hoang vải vóc và ngọc phù cũng đều có thể dùng tới sau khi chuyển ra một chồng vải vóc lý trường thọ lại chuyển ra một chồng khác lặp lại mấy lần như vậy trải những chồng vải vóc này ra theo thứ tự lập tức một đồ thị hình chiếu xuất hiện ở trước mặt của lý trường thọ đây là một phần của kế hoạch nhỏ mượn sự tình thiên đình hàng chỉ hải thần lên trời là sách lược lý trường thọ đã định ra trước đây một mực chờ đợi ý chỉ của ngọc đế đây cũng là một bước tương đối quan trọng bên trong sự tình long tộc nhập thiên hắn cần mời long tộc đến đây xem lễ làm cho long tộc vừa ý với chỗ tốt sau khi gia nhập thiên đình lực lượng công đức nhất định phải nhìn thấy bằng mắt thường khiến cho long tộc xúc động cũng cần phải chú ý xem chuyện này có bại lộ vị trí của bản thân ở đâu hay không dù sao thì thần vị cũng không có khả năng cho đạo nhân giấy tất nhiên là thiên đạo sẽ hàng ở trên bản thể của mình hắn cũng là lần đầu tiên làm chính thần không có kinh nghiệm gì trừ cái đó ra lý trường thọ còn muốn cân nhắc càng nhiều hơn một chút ở phương diện chiến lược cần chính mình giống trống khua chiên diễu võ dương oai nhưng ở phương diện chiến thuật vẫn là cần ổn định tìm kiếm lợi ích trong khi duy trì sự ổn định phải thừa dịp cơ hội lần này tiến một bước tuyên dương uy nghi của thiên đình tăng cảm giác tồn tại của thiên đình ở trong hồng hoang mà nếu sắp xếp và bố trí tốt hắn còn có thể tận dụng tình hình từ các nơi để tiếp tục làm lớn mạnh hải thần nam hải sau đó người muốn mời cũng không cần quá nhiều phân lượng đủ là được rồi ở trong danh sách xem lễ mô phỏng của hắn, cần có đông một công đại biểu cho thiên đình. Cũng nhất định phải có đầy đủ nhiều thiên binh thiên tướng, gia tăng uy thế của thiên đình, cho người ta một loại cảm giác thiên đình bất tri bất giác đã phát triển lớn mạnh. Ở phương diện long tộc, ngao ức nhất định phải ở đây, ngao ức có thể mời được càng nhiều cao thủ long tộc càng tốt, nhưng phải đề phòng có gian tế tây phương giáo xếp vào quấy rối. Ở phương diện tam giáo, mình ngược lại là có thể mời luyện khí sĩ kim ngao đảo, như kim Quang thánh mẫu, địa vị ở bên trong tiệp giáo không cao không thấp, cũng có một chút gặp nhau với chính mình, chính là nhân tuyển rất không tệ. Mà ở phương diện xiển giáo, chỉ cần mời một vị hoàng long chân nhân như vậy là đủ rồi, còn có thể thừa cơ hòa hoãn quan hệ giữa hoàng long chân nhân cùng với long tộc. Cao thủ giống như triệu đại gia, vân tiêu tiên tử, cùng với đại pháp sư nhà mình, không quá thích hợp lộ diện tại trường hợp như vậy, chỉ bằng vào phân lượng hải thần Nam Hải, cũng không đáng giá cho cao thủ như vậy đến xem lễ. Mọi thứ hăng quá sẽ hóa dở. Lý Trường Thọ rất nhanh liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn chăm chú vào đống vải vóc trước mặt này, ngón tay nhẹ nhàng đưa lên, bút lông nhúng chút mực bay lơ lửng trước mặt hắn, bắt đầu viết và vẽ. Lại suy luận một lần, việc này cũng không thể để xảy ra sai lầm gì. Lý Trường Thọ bận rộn trong mật thất dưới đất nửa năm, sau khi xác định kế hoạch của chính mình không có quá nhiều chỗ sơ suất, liền bắt đầu triển khai toàn bộ đầu tiên là xác định thời gian thiên đình hàng chỉ lý trường thọ chủ động liên lạc một lần cùng với đông một công dâng lên một phần tấu biểu liên quan tới việc này nhận được trả lời là ngọc đế bảo hắn buông tay mà làm không cần câu thúc lúc này ý chỉ đại khái còn có 2 năm lẻ năm tháng là ngưng tụ xong lý trường thọ vì lý do ổn thỏa lại hoãn thêm nửa năm ngày thiên đình hàng chỉ vì sao lại trì hoãn vạn nhất ý chỉ đao loát đến 99%, đột nhiên kẹt thì làm sao bây giờ? Kiếp trước cũng gặp không ít loại sự tình này. Sau đó, Lý Trường Thọ đến tìm Ngao ất, nói kỹ càng việc này đối với Ngao ất. Hải thần Nam Hải nếu như đạt được chức vị chính thần, Ngao ất thân là nhị giáo chủ, đại hộ Pháp, sẽ tự động thu hoạch được chức vị phụ thần, mặc dù chỉ là lục giai, nhưng cũng có thể nhận được thiên đạo công đức thuần túy, được thiên đạo che chở chút ít long tộc hẳn là sẽ có kích thích nhất định. Mà Lý Trường Thọ căng dặn ngao ức lập đi lặp lại, việc này nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, không thể bộc lộ ra trước thời hạn, tránh cho Tây Phương Giáo có thời cơ mưu đồ quấy rối. Đây là bài kiểm tra khả năng giữ bí mật và nói dối của ngao ớt. Ổn định đại cục ở phía long tộc, Lý Trường Thọ liền dùng đạo nhân giấy, đi đến động phủ ma cô động tại nhị tiên sơn của Hoàng Long Chân Nhân, mời Hoàng Long Chân Nhân đến xem lễ vào ngày đó. Hàng Long chân nhân tất nhiên là đáp ứng, mà ở phía Kim Quan Thánh Mẫu có thể để cho Ngao Ước đi mời cũng không cần hắn đích thân đi một chuyến. Đáng tiếc nhân giáo ít người, dù là đệ tử ký danh của Thánh Nhân lão gia cũng không nhiều, Lý Trường Thọ cũng không tìm thấy nhân tuyển thích hợp để mời, cũng không thể gọi tổ sư Khai Sơn nhà mình độ ách chân nhân chứ. Hải Thần Nam Hải cũng không biết vị đại lão này không có một chút nguyên do nào mời người tới có hoàng long chân nhân chống đỡ không sai biệt lắm cũng đã đủ rồi lý trường thọ khẽ thở dài bắt đầu chuẩn bị công tác khô chiên gõ trống nhưng mà lý trường thọ không biết chính là bên trong động xuất cung lại huyên náo một trận chuyện ra sao dưới tàn cây hậu viện động xuất cung huyền đô đại pháp sư đang nhắm mắt dưỡng thần tìm tu trong mộng chậm rãi mở hai mắt ra trong đáy mắt toát ra một chút bất đắc dĩ lại bị lão sư an bài Huyền Đô Đại Pháp Sư cẩn thận suy tính, rất nhanh liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Hiếm thấy, lần này không cần ra tay đấu Pháp, chỉ là đi giúp trường thọ tọa trấn đại điển. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười khẽ, nhắm hai mắt lại một lần nữa. Việc này ba năm nữa mới diễn ra, cũng không cần phải sốt ruột đi qua, ngủ tiếp, khục, lại tu hành một hồi đi. Sau mấy tháng, tại Kim Ngao Đảo, Ngao ức cưỡi mây rời khỏi động phủ tu hành của mình và Khương Tư Nhi, bay nửa vòng dọc theo bên ngoài kim ngao đảo, rơi vào bên cạnh một khu rừng hoa đào. Y đi về phía trước vái chào, sau đó liền ngẩng đầu ưỡn ngực, trên khuôn mặt thiếu niên mang theo vài phần ý cười, hô, ngao ức cầu kiến kim quan sư thúc. Ồ, trong rừng hoa đào, hai bóng hình xinh đẹp đi ra từ bên trong. Đây là hai thiếu nữ, một người mặc váy ngắn vàng nhạt, một người mặc váy dài màu đỏ rực, thân hình người trước thiên hướng về xinh xắn lanh lợi, khuôn mặt động lòng người, cười nhẹ nhàng, người sau da thịt trắng như tuyết, cổ áo như ngọn lửa, làm nổi bật tư thái thanh tú của nàng. Trong đáy lòng ngao ức hồi tưởng một chút, nhận ra người sau là ai, vội nói: "Ngao ức bái kiến kim quan sư thúc, xin chào hỏa linh sư tỷ." Hỏa linh thánh mẫu nhẹ giọng hỏi: "Đây là?" Kim quan thánh mẫu cười nói: "Đây là đệ tử của ô vân tiên, long cung đông hải nhị thái tử ngao ức." Thất lễ, hỏa linh thánh mẫu mỉm cười gật đầu, vái chào đối với ngao ức. Ngao ất hoàng lễ một lần nữa, ở trên cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên là không thể có sai lầm gì. Kim Quang Thánh Mẫu hỏi, Ngao ất có chuyện quan trọng gì? Ngươi đâu có bao giờ đến chỗ của ta? Là như vậy. Ngao ất cười nói, hai năm sau giữa mùa hạ đầu tháng 9, Hải Thần Giáo tổ chức đại điển Hải Thần, đệ tử cũng là người hưởng hương hỏa Hải Thần Giáo. Giáo chủ ca ca nhà ta muốn mời tiên nhân tiệp giáo tiến đến xem lễ, vốn là muốn mời triệu công minh sư thúc, nhưng chỉ là một việc nhỏ như vậy, làm phiền triệu công minh sư thúc, không khỏi chuyện bé xé ra to. Vì vậy, giáo chủ để cho ta tới mời Kim Quang sư thúc, xem ngài có thời gian qua đi một chuyến hay không. Kim Quang thánh mẫu cười nói, chỉ như vậy thôi sao? Ta đây đáp ứng là được. Đúng rồi, Hỏa Linh tỷ tỷ, ngươi có muốn đi cùng không? Vị hải thần kia cũng không phải là nhân vật bình thường, vừa vặn giới thiệu ngươi với hắn, hắn là người bên trong nhân giáo có giao hảo cùng với mấy vị đại đệ tử tiệp giáo chúng ta, kiến thức tự thân phi phàm, nói chuyện cũng rất êm tai đấy. Hỏa linh thánh mẫu dịu dàng cười một tiếng, ôm nhu nói, hiện tại cũng không có việc gì, ta liền bồi sư thúc đi chuyến này. Gọi ta là muội muội Gọi sư thúc sẽ già đi rất nhiều. Được được được, muội muội Ngao ớt ở đối diện nháy mắt mấy cái, cũng biết hai người có quan hệ tốt, mỗi người đều tự tại. Xác định hai vị thánh mẫu sẽ đi, Ngao ức lại nói kỹ càng ngày và địa chỉ, liền cáo từ cưỡi mây rời đi. Ngao ức tự nhiên biết, hỏa linh thánh mẫu nhập môn hơi sớm, càng là đệ tử thân truyền của thủ đồ tiệt giáo đa bảo đạo nhân, lẽ ra được xem như là đại sư tỷ tiệt giáo đời thứ ba. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đồ tôn thân truyền của thánh nhân, phân lượng so với kim quan thánh mẫu đời thứ hai không phải đệ tử thân truyền như vậy, còn muốn nặng hơn một ít nhiều hơn một vị thánh mẫu tiến đến xem lễ, việc này phải lập tức thông báo cho giáo chủ ca ca. Ngao ớt cưỡi mây trở về động phủ tại kim ngao đảo của chính mình, thấy phu nhân Khương Tư Nhi của chính mình vẫn còn ngủ say, cũng liền đã tọa trên giường, bắt đầu giao lưu thần niệm cùng với giáo chủ. Một lát sau, Hỏa Linh Thánh Mẫu Trong mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, cảm thấy vấn đề không lớn. Ở bên trong những thánh mẫu tiệt giáo này, Xếp hạng của Hỏa Linh Thánh Mẫu và Kim Quang Thánh Mẫu tự nhiên là ở phía sau, một vị hay hai vị đến đây, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Tân khách tiệt giáo đã xác định được, phía Long tộc mấy ngày trước đây cũng đã cho hồi âm, Hoàng Long chân nhân là do chính mình thông báo. Đoàn xem lễ cũng coi như đã định ra đại thể. Vì giảm bớt khả năng dẫn tới phương Tây quấy rối, Lý Trường Thọ cùng với Ngao ất công bố ra ngoài, chính là Đại điển Hải Thần Giáo, mà không phải là Đại điển Sắc Phong Hải Thần dựa vào lý do này hải thần giáo cũng có thể quan minh chính đại xây dựng rầm rộ tại phía nam an thủy thành ở nam hải chi tân xây dựng một cái hội trường thật lớn đến lúc đó sẽ có đông đảo phàm nhân hội tụ ở đó chứng kiến thời khắc trọng yếu này bây giờ hải thần giáo đã có hơn hai vạn tòa miếu thờ chính thức tín đồ không đếm được có thể ảnh hưởng đến một khu vực lớn tại tây nam bộ nam thiệm bộ châu một cái mệnh lệnh của lý trường thọ nhân lực vật lực có khả năng điều động được tuyệt đối không thể khinh thường lý trường thọ lần này cũng không có phát động giáo chúng của chính mình tới làm cu ly mà là dùng tài vật dự trữ của hải thần giáo thuê một lượng lớn công tượng phàm tục được thúc đẩy bởi lợi ích những công tượng này cũng rất có động lực tiến triển công trình hết sức nhanh chóng chỉ trong nửa năm làm việc hội trường tổ chức buổi lễ đã bắt đầu hình thành hương hỏa thu vào của bản thân hải thần giáo vô cùng khả quan trừ ra chi phí duy trì hải thần giáo vận chuyển ban thưởng cho thần sứ, người coi miếu, đại bộ phận tài vật đều được Lý Trường Thọ sắp xếp và phân tán cho những người phàm nghèo khó trong phạm vi hải thần giáo. Hắn không cần phần tài vật này chèo chống việc tu hành của bản thân, như thế cũng có thể kết thúc một bộ phận nhân quả hương hỏa công đức. Đại bộ phận thần sứ hùng trại đều chạy đến An Thủy Thành, từng người bận rộn thực hiện nhiệm vụ mà hải thần giao phó. Chân Long hộ pháp Long tộc thường trú tại hải thần giáo cũng không có nhàn rỗi, bọn họ phụ trách khơi thông đường thủy, làm một chút công trình thủy lợi, lại cam đoan an thủy thành trong ba năm này mưa thuận gió hòa. Như thế, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã đầy đủ. Trận đại điển này, liền khu chiên gõ trống như vậy, lại đều đã chuẩn bị đâu vào đấy. Bản thân Lý Trường Thọ càng là không có nhàn rỗi. Ngoại trừ giảng đạo cho Linh Nga đúng hạn, ngẫu nhiên giải hoặc cho hữu cầm huyền nhã, thỉnh thoảng đùa tiểu sư thúc một chút, hắn tạm dừng luyện đan, luyện chế trận cơ, chuẩn bị đầy đủ cho đại điển sắc phong. Trở thành chính thần thiên đình là một bước tương đối then chốt bên trong mục tiêu trường sinh của hắn. Nhảy ra khỏi đại kiếp phong thần sau này, kiếm được càng nhiều thiên đạo công đức, cách động xuất cung gần thêm, đạt được sự che chở của thiên đạo lão gia. Hơn nữa, sau khi hắn trở thành chính thần thiên đình, cũng liền biến thành thủ hạ của thiên đạo, vào thời điểm kim tiên kiếp, thiên đạo nhường cho hắn một chút, không phải cũng hợp tình hợp lý. Đùa thôi, đùa thôi thiên đạo chí công vô tư cũng không phải sinh linh gì đó cũng không phải ý chí thiên địa đơn giản không có cửa sau nào có thể đi muốn thành kim tiên vẫn phải dựa vào nỗ lực của bản thân muốn hái trường sinh đạo quả vẫn phải trải qua gian khổ lý trường thọ đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc này hai tháng trước khi đại điển hải thần diễn ra nam hải chi tân đều giống như đang ăn tết nếu nhìn xuống từ trên cao có thể thấy rất nhiều phàm nhân đang đi trên đường đổ về phía nam an thủy thành dâng lên một phần hương hỏa cho hải thần địa điểm tổ chức đại điển đã được chuẩn bị chu đáo một tòa đài cao sừng sững tại bờ biển nam hải một mảng đất rộng được chia thành hàng trăm khu vực lan can và các vật chắn được lắp đặt khắp nơi để ngăn chặn quá nhiều người dẫm đạp ở phía thiên đình đã được chuẩn bị thỏa đáng lúc này đông một công đã lấy được phần ý chỉ kia mang theo mấy vạn thiên binh chờ ngay ở phụ cận Nam Thiên Môn, chờ đợi màn ra mắt rạng rỡ vào trưa ngày 9 tháng 5. Lần này, phương thức thiên binh lên sân khấu, ý tưởng chủ yếu chính là lạnh lùng, vì thế lý trường thọ còn thiết kế một số đội hình chiến đấu với hiệu ứng ánh sáng khác nhau. Ngoài ra còn có Nguyệt lão dẫn đầu đoàn chúc mừng Thiên Đình, một đám lão thần tiên sẽ hạ phàm chúc mừng. Ở phía Long tộc, công tác chuẩn bị nói chung là ổn thỏa. Long cung Tứ Hải đã chuẩn bị đầy đủ đoàn xem lễ, do bốn vị thái tử Long cung Tứ Hải lĩnh đội, hội tụ trưởng lão Long tộc, 300 cao thủ hộ pháp, cùng với mấy ngàn tiên giao binh làm nghi trượng. Ngoại trừ Tứ Hải Long Vương, tất cả chúng Long đều không biết, đại điển Hải thần lần này sẽ phát sinh chuyện gì. Mà lần này cũng chủ yếu là biểu diễn cho bọn hắn xem. Các tân khách xem lễ khác cũng cơ bản không có vấn đề gì. Vì sao lại nói cơ bản Lý Trường Thọ đối với điểm ấy cũng có một chút bất đắc dĩ. Ngày đó lúc Ngao ất đi mời Kim Quang Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng ở bên cạnh, thuận tiện liền cùng nhau mời. Nhưng, sau đó không biết là Kim Quang Thánh Mẫu chủ động mời người bên cạnh, hay là Hỏa Linh Thánh Mẫu nói việc này đối với người nào, tiệt giáo bên kia, dự tính sẽ có mười mấy vị tiên nhân cùng nhau đến tham gia náo nhiệt. Lý Trường Thọ thật đúng là đã đánh giá thấp lực hiệu triệu của hai vị Thánh Mẫu tiệt giáo này nhất là lực ảnh hưởng đối với nam tiên liên quan tới công tác phòng vệ đại điển lần này lý trường thọ cũng đã tốn không ít tâm tư quân đoàn đạo nhân giấy đã vào chỗ trước thời hạn từng người mang theo một lượng lớn đầu tiên thần sứ hùng trại cũng thành lập hai đội tuần tra đặc thù ngoại trừ phụ trách duy trì trật tự xung quanh bọn họ còn ở dưới sự chỉ điểm của lý trường thọ bày ra ngụy đô thiên thần sát tiểu trận đơn thuần là vì dọa người Lý Trường Thọ đã chuẩn bị mọi thứ có thể chuẩn bị cho buổi lễ này. Nhưng lúc này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ, có hai chuyện vẫn không quyết định chắc chắn được như cũ. Thứ nhất, muốn mời người địa phủ đến đây xem lễ hay không, dựa vào cơ hội lần này, khiến cho địa phủ cảm nhận được thiên uy của thiên đình. Thứ hai, chân thân của mình, có nên đi qua tiếp nhận phong thưởng hay không? Vấn đề thứ nhất cũng không khó giải quyết. Chính mình trước đây giả trông xuống phục bút tại địa phủ ở chỗ ngưu đầu, chỉ cần một phong thư mời, một đạo nhân giấy, liền có thể đại khái mời được tân khách địa phủ. Sở dĩ Lý Trường Thọ do dự, là không muốn để cho sự tình Long tộc vốn đã có một chút lộn xộn, lại càng thêm hỗn loạn. Suy đi nghĩ lại, cẩn thận châm trước, Lý Trường Thọ vẫn quyết định đi mời người địa phủ đến đây xem lễ. Dù sao thì ở bên trong bối cảnh Hải Thần giáo, Vu cũng là bộ phận tạo thành không trọng yếu, khiến cho người địa phủ hiện thân, có thể làm cho Long tộc nhiều thêm mấy phần liên tưởng thuận đường, còn có thể mở ra cửa lớn vớt công đức địa phủ. Nhưng vấn đề thứ hai, quan hệ đến tính mạng bản thân mình, Lý Trường Thọ đã là xoắn suýt hai năm, từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào quyết định. Bản thể đi ra ngoài một chuyến, không có đại pháp sư che chở, không có tòa tiểu tháp kia bảo bọc. Không có một chút cảm giác an toàn nào. Nhưng Lý Trường Thọ đã có dự cảm, lúc thần vị thiên đình hạ xuống, bản thể của chính mình tất nhiên sẽ bị thiên đạo khóa chặt đến lúc đó bản thể sẽ rất dễ bại lộ hơn nữa thiên đình phong thưởng chính mình dùng hóa thân tiếp nhận không khỏi sẽ cho người thiên đình một loại cảm giác lãnh đạm trái với ý định ban đầu của đại điển này huống chi ngọc đế lại là một người có thể sử dụng hóa thân của chính mình để âm thầm giám sát chúng thiên tướng nói không chừng liền sẽ ghi sổ hắn bản thể không đi xác thực không ổn đi ra ngoài một chuyến lại có phong hiểm Lý Trường Thọ không ngừng suy tư biện pháp giải quyết, thời gian lướt qua đầu ngón tay từng ngày. Cuối cùng, nửa tháng trước khi đại điển chuẩn bị bắt đầu, hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, rốt cuộc cũng quyết định, quyết định để bản thể đi tiếp nhận thần vị. Vì sự cuộc khởi của thiên đình, vì thương sinh tam giới, lần này, hắn thật sự là cam nguyện mạo hiểm. Ừm, chính Lý Trường Thọ cũng suýt nữa bị chính mình làm cho cảm động. Nhảy ra khỏi lối suy nghĩ ban đầu và thay đổi tư duy của mình, trước mắt Lý Trường Thọ rộng mở trong sáng, một kế sách khá hay hiện ra trong đầu. Dùng thật loạn giả, để cho bản thể của chính mình, giả vờ đạo nhân giấy của chính mình. Lý Trường Thọ lập tức bắt đầu bố trí, khởi động đạo nhân giấy bản thể của chính mình. Chỉ thấy, Lý Trường Thọ đưa tay quét qua ở trên bàn sách, mặt bàn nhiều thêm một tờ đạo nhân giấy dài hai thước. Người giấy này dày nửa thước, trên đó khắc họa cấm chế, phù văn dày đặc, tiên lực thiên tiên dân trào ở trong đó. Ở phía sau đạo nhân giấy này, có một cái cửa sổ nho nhỏ. Lý Trường Thọ dùng hai tay bắt pháp quyết, cửa sổ từ từ mở ra, trong đó là một cái lỗ nhỏ trống rỗng bị cấm chế bao trùng. Khi triển hóa hình thuật, hóa thành một con phi trùng, rơi vào bên trong cửa sổ này. Sau đó, ở khoảng cách cực gần, điều khiển cổ đạo nhân giấy này đứng dậy, hóa thành bộ dáng lão thần tiên hải thần nam hải cố định. Bản thể trốn ở bên trong hóa thân, thật thật giả giả không biết đâu mà lần. Sau đó, đạo nhân giấy khôi phục thành người giấy, bản thể Lý Trường Thọ lại bay ra từ phía sau người giấy, trở lại hình dạng thật. Đầu tiên hắn thi triển pháp thuật thu nhỏ xương, để biến cơ thể của mình thành kích thước của đạo nhân giấy hải thần Nam Hải, lại mặc vào cho chính mình một chiếc áo tràn trắng với tay áo rộng. Làm xong những chuyện này, Lý Trường Thọ ngồi sau bàn đọc sách, lấy ra một tấm gương đồng bắt đầu tỉ mỉ dịch dung trang điểm cho chính mình. Pháp thuật có thể bị người nhìn thấu, như vậy dịch dung vật lý lại là không sợ. Hình dáng bản thể hiện ra cuối cùng chính là hình dạng của lão thần tiên này lúc trẻ tuổi. Sau đó, Lý Trường Thọ lại đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt, thi triển chứng nhãn pháp, lúc này mới dùng hóa hình thuật hóa thành tiểu trùng, chui trở về trong cơ thể đạo nhân giấy. Không bao lâu, cổ đạo nhân giấy này mang theo bản thể Lý Trường Thọ rời khỏi tiểu quỳnh phong từ dưới mặt đất không kinh động người nào lặng yên xông ra khỏi đại trận hộ sơn độ tiên môn tiến đến nam hải đêm trước khi đại điển sắc phong hải thần bắt đầu bản thể lý trường thọ đã bí mật đi đến hậu viện hải thần giáo trốn ở trong cơ thể đạo nhân giấy canh giữ ở bên cạnh bức vẽ của thông thiên giáo chủ tiên thức đảo qua trăm ngọn lửa được đốt lên ở nơi tổ chức đại điển có vô số phàm nhân ca hát nhảy múa ở đây còn có mấy canh giờ tân khách các phương liền sẽ từ bốn phương tám hướng mà tới ai vào thời khắc quan trọng thế này mà lại thiếu một số người bạn có thể chia sẻ tâm tình trong đáy lòng lý trường thọ khe khẽ thở dài cũng không cảm thấy chuyện này có gì không tốt trước hết hãy chịu đựng một chút cô đơn và trong tương lai sẽ có rất nhiều hạnh phúc hay lắm hải thần không có dấu hiệu nào một tiếng cười u oán vang lên từ bên ngoài hậu viện lý trường thọ ngẩn ra còn chưa kịp đứng lên một người đàn ông vạm vỡ với bộ râu quai nón đã trực tiếp nhảy vào hậu đường, hùng hổ đi về phía trước, Quy Phong Bác Diện chống nạnh ngẩng đầu, cười mắng, nói đi. Hải thần ngươi có phải không coi Triệu Công Minh ta là bằng hữu hay không? Mời nhiều tiên nhân tiệt giáo đến đây xem lễ như vậy, lại không mời ta. Có tin hay không, hôm nay ta sẽ nằm ở trong miếu Hải thần của ngươi, không đứng dậy. Ta sai rồi, thật sự sai. Lý Trường Thọ nhìn vị đại gia trước mắt này, trong đáy lòng dở khóc dở cười một hồi. Đã sớm nghĩ đến triệu công minh đại gia sẽ vượt qua hết thảy khó khăn đến đây tham gia náo nhiệt, lại vẫn ôm lòng cầu may như cũ, cảm thấy chính mình không có mời, triệu đại gia có thể cũng sẽ cố kỵ mặt mũi, từ đó. Thậm chí, Lý Trường Thọ cũng hơi tính kế một chút. Vào lúc mấy chục vị tiên nhân tiệc giáo nói muốn tới tham gia náo nhiệt, Lý Trường Thọ liền nghĩ đến, tin tức có khả năng sẽ truyền đến trong tai triệu đại gia, cố ý không mời, cũng là muốn cho giao tình giữa triệu đại gia và hải thần hạ nhiệt một chút. Không nghĩ tới, triệu đại gia lại xem phần giao tình này nặng như vậy, trực tiếp không mời mà tới. Đại gia, khục, tiền bối ngồi đi. Lý trường thọ thở dài, đây cũng không phải là không mời tiền bối, chủ yếu là đây cũng không phải đại sự gì, tiền bối thân là đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo, vãn bối há có thể bởi vì sự tình khánh điển như vậy, liền làm phiền tiền bối hiện thân. Vậy không phải là khinh thường tiền bối sao? Ô, Triệu Công Minh nháy mắt mấy cái, vuốt vuốt chồng râu cười hỏi, thật sự là như vậy. Đương nhiên, Lý Trường Thọ cười nói, đối với vãn bối mà nói, phân lượng của tiền bối tương đối nặng. Triệu Công Minh cười lắc đầu, cái miệng của ngươi, quả nhiên là có tu hành. Cũng may không có bị nói thành là đã từng khai quang. Nói xong, Triệu Công Minh liền được Lý Trường Thọ mời ngồi ở bên trên ghế bành bên cạnh. Lập tức có tráng háng từ bên cạnh chạy tới dân trà đây cũng là điểm đặc sắc của hải thần giáo bọn hắn lão đệ khánh điển này của ngươi là để làm gì triệu công minh bưng chén trà hỏi một câu tiên thức đảo qua ven biển nam hải thấy được đám người hội tụ kia khánh điển như vậy còn muốn mời tiên nhân tam giáo đến đây xem lễ chỉ sợ là không đơn giản trong đáy lòng lý trường thọ thoáng có một chút cảnh giác triệu đại gia ngày hôm nay làm sao lại có một chút khác thường điểm này cũng có thể nghĩ ra được không giống như là tính tình của võ tài thần. Lý Trường Thọ cười nói, chuyện này là do vãn bối thừa nước đục thả câu, ngày hôm nay đúng là có một số việc, có quan hệ với sự tình vãn bối vẫn luôn đang mưu đồ, cho nên muốn mời tiên nhân tam giáo đến đây xem lễ, nhờ vào đó gia tăng phân lượng của việc này, ảnh hưởng đến long tộc sâu hơn. Lời nói nhất chuyển, Lý Trường Thọ cười khổ lắc đầu, tiền bối ngài vừa đến, chỉ sợ là sẽ hù dọa long tộc. Ách, chuyện này. Triệu công minh lập tức có một chút xoắn suýt, nhỏ giọng nói, nếu không ta lại vụng trộn trở về. Nào có đạo lý hiện thân còn đi. Lý trường thọ vội nói, ngày hôm nay có tiền bối ở đây, trong đáy lòng ta ngược lại là an ổn hơn rất nhiều, cũng không sợ có đạo chích đến đây phá hoại. Triệu công minh nghe vậy cái eo liền thẳng tắp, yên tâm, ta xem hôm nay ai dám đến đập phá. Nhưng lời nói nhất chuyển, triệu công minh lại nghiêm mặt nói, lão đệ, Ngươi cứ mở miệng là một tiếng tiền bối, như vậy cũng không khỏi quá xa cách. Tiền bối, chuyện này, cũng được, vãn bối dày mặt gọi một tiếng triệu lão ca. Ha 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 ha. Triệu công minh lập tức vỗ tay cười to, hải thần lão đệ. Trong số các tiên nhân tam giáo, hợp khẩu vị với ta nhất chính là lão đệ ngươi. Lý trường thọ. Nói thêm vài lời nữa, có phải là muốn lôi kéo ta kết nghĩa kim lan hay không? Cũng may, một trong mấy món lý trường thọ am hiểu nhất chính là đổi chủ đề hắn hỏi triệu công minh tình hình gần đây hỏi phải chăng có cao thủ phương tây đến làm khó lại dẫn chủ đề tới phía trên thư pháp triệu công minh lập tức trở nên hào hứng quyết định sự tình so thư pháp một lần cùng với lý trường thọ hai người dựng cái bàn lên trải vải vóc ra một sách đại khí bàn bạc một sách nước chảy mây trôi nhất thời trong hậu đường miếu hải thần vang lên tiếng cười vui vẻ cũng thật sự có mấy phần hương vị vong niên tri kỷ. Triệu công minh đột nhiên cười nói, Hoàng Long sư huynh thế nhưng cũng tới. Hắn vừa dứt lời, một chùm lưu quan màu vàng đất xẹt qua trong màn đêm, một đạo thân ảnh cao gầy đã là rơi vào trước cửa, thân mang trường bào vàng nhạt, đầu buộc đạo trâm, tuy có vẻ già nua lại không hiện nếp nhăn, cũng coi như là già vẫn tráng kiện. Lý trường thọ cười nói, có quan hệ đến sự tình Long tộc, nếu biết tự nhiên sẽ báo cho Hoàng Long tiền bối một tiếng không sai ngươi cân nhắc như vậy cũng thỏa đáng triệu công minh cười đáp lời đi về phía trước nên đón ngược lại còn giống chủ nhà hơn so với lý trường thọ nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha